Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 261. Diệp Huyên nhìn thái sơ thần thụ kia, thái sơ thần thụ này hẳn là có linh. Vô biên chủ nhíu mày, người muốn đàm phán. Diệp Huyên gật đầu. Vô biên chủ cười nói, người có sợ nó đánh người không? Diệp Huyên trầm lặng. Đừng nói, hắn đúng thật là có hơi sợ. Tuy rằng hiện tại thực lực của hắn đã tăng lên rất nhiều, nhưng đối mặt thái sơn thần thụ này, hắn vẫn chưa có nhiều tự tin. Vô biên chủ cười nói, ta cảm thấy, không cần phải đàm phán, trực tiếp đánh phục bọn họ tốt hơn. Diệp Huyên suy nghĩ, gật đầu, cũng đúng. Mà đúng lúc này, trên đỉnh thái sơn thần thụ kia, một khe nứt thời không đột nhiên mở ra, ngay sau đó, một đạo hắc quang đổ xuống. Diệp Huyên nhìn một màn này, nhíu mày, đây là lại có người xuống. Hắc quang kia vậy mà hướng thẳng về phía thái sơ thần thụ, cỗ uy áp mạnh mẽ, giống như muốn hủy diệt cả thái sơ thần thụ vậy, làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Diệp Huyên và vô biên chủ nhìn cảnh này, sắc mặt đều trở nên nghiêm túc. Cái thứ đổ xuống kia có chút mạnh nha. Lúc này, một luồng kim quang đột nhiên chém về phía hắc quang. Ầm. Trong nháy mắt hắc quang kia bị chấn lùi xa cả vạn trượng, mà trên đỉnh thái sơ thần thụ, một cô gái lặng lẽ xuất hiện. Đại tế sư. Đại tế sư nhìn hắc quang kia, vẻ mặt bình tĩnh. Diệp Huyên trầm giọng nói, thái sơ thần tộc này cho dù đặt ở thế giới hư chân, khẳng định cũng là một sự tồn tại cực mạnh. Vô biên chủ gật đầu, năm đó người đánh bại thái sơ thần tộc, hẳn là đại lão của thế giới hư chân. Diệp Huyên gật đầu, hắn phát hiện, bình thường các cường giả của thế giới hư chân hình như đúng là không phải đối thủ của thái sơ thần tộc này. Cho dù là vô biên chủ, cũng không thể đánh lại thái sơ thần tộc. Cuối tầm mắt, trong hắc quang kia đột nhiên xuất hiện một người đàn ông mặc áo đen, người đàn ông áo đen nhìn chằm chằm đại tế sư, khàn khàn nói thái sơ thần tộc. Đại tế sư nhìn người đàn ông áo đen, xuống vũ trụ phía dưới dễ ức hiếp. Nghe thấy câu này, Diệp Huyên nhất thời sẽ không thoải mái. Hắn nói thẳng, đại tế sư, người đây là lời người nói sao? Đại tế sư nhìn về phía Diệp Huyên, không phục. Diệp Huyên tức đến bật cười, lão tử chính là không phục. Đến đây, đấu tay đôi. Đại tế sư nhìn Diệp Huyên, đấu tay đôi thì đấu tay đôi. Diệp Huyên đột nhiên biến mất tại chỗ. Suy. Một sợi kiếm quang đột nhiên chém ngang qua. Đại tế sư cười nhạo một tiếng, đột nhiên hóa thành một đạo kim quang biến mất tại chỗ. Cứng rắn đối đầu. Ầm vang. Cùng với kiếm quang và kim quang bùng nổ ra, Diệp Huyên lập tức bị đẩy lui tới mấy vạn trượng, mà đại tế sư kia cũng liên tục lùi xa mấy ngàn trượng. Sau khi dừng lại, đại tế sư nhìn Diệp Huyên, nhíu mày, thực lực của ngươi tăng lên rồi. Diệp Huyên nói, chẳng lẽ ta không được tăng thực lực à? Đại tế sư nhìn chằm chằm Diệp Huyên, vua dựa dẫm, những chỗ dựa của ngươi đều đến thế giới hư chân rồi, ngươi hoàn toàn có thể bảo bọn họ đưa ngươi lên, ngươi đâu cần phải sống chết đối đầu với thái sơ thần tộc ta. Ngươi là cảm thấy chúng ta dễ ức hiếp sao? Diệp Huyên trầm giọng nói, các ngươi biết bọn họ lên rồi. Đại tế sư nhíu mày, trong mắt ngươi, thái sơ thần tộc ta là đồ ngốc à? Diệp Huyên. Đại tế sư tiếp tục nói, ngươi từ nơi khác lên, thái sơ thần tộc ta không quản nổi, cũng không liên quan đến thái sơ thần tộc ta, nhưng nếu ngươi từ thái sơ thần tộc lên trên, thái sơ thần tộc ta sẽ bị trừng phạt. Diệp Huyên nhìn thoáng qua đại tế sư, có muốn nói chuyện chút không? Đại tế sư nhìn chằm chằm Diệp Huyên, nói cái gì? Diệp Huyên nói, ta giúp các ngươi loại bỏ trói buộc của các ngươi. Đại tế sư lắc đầu, vua dựa dẫm, ngươi dù sao cũng là người đứng đầu của một vũ trụ, vì sao lại ngây thơ như thế? Diệp Huyên khó hiểu, ngươi có ý gì? Đại tế sư trầm giọng nói, ngươi thật sự cho rằng thái sơ thần tộc bọn ta chỉ trấn thủ thế giới hư chân thôi sao? Nói xong, nàng ta chỉ người đàn ông áo đen trong hắc quang kia, loại người này, đến một vạn người. Thái sơ thần tộc ta đều có thể tóm gọn bọn họ. Vẻ mặt người đàn ông áo đen nhất thời trở nên khó coi, thấy bị mạo phạm. Diệp Huyên trầm giọng nói, vậy các ngươi trấn thủ cái gì? Đại tế sư mặt không chút biểu cảm, ta không muốn nói cho ngươi biết. Diệp Huyên.
Nghe thấy lời của Đại Tế Sư, sắc mặt Diệp Huyên lập tức sầm lại. Ngươi chơi ta đấy à? Đại Tế Sư liếc nhìn Diệp Huyên, sau đó xoay người rời đi. Lúc này, Phổ Biên Chủ đột nhiên nói, dường như chuyện này không đơn giản như vậy. Diệp Huyên khẽ gật đầu. Nếu như Thái Sơ thần tộc này thật sự chỉ bị lời thề trói buộc, vậy đối phương không thể nào ngoan cố như vậy. Bị một lời thề vây khốn trăm triệu năm. Hắn không tin lắm. Phổ Biên Chủ nói, tiếp theo ngươi có tính toán gì không? Diệp Huyên nhìn về phía người đàn ông áo đen kia, mà giờ phút này, người đàn ông áo đen đó cũng đang nhìn hắn và Vô Biên Chủ. Diệp Huyên cười nói, ngươi sẽ không thật sự đi tới vũ trụ bên dưới theo lời ả ta đấy chứ. Người đàn ông áo đen nhìn chằm chằm Diệp Huyên, không nói lời nào. Diệp Huyên nhìn về phía Vô Biên Chủ, đi, đi tu luyện hư chân chi lực. Nói xong, hắn lập tức biến mất. Đánh không thắng, vậy thì tu luyện. Một ngày nào đó sẽ có thể đánh thắng. Vô Biên Chủ cũng biến mất theo. Nơi xa, người đàn ông áo đen kia trầm giọng nói, người ở bên dưới đều mạnh như vậy sao? Trên Thái Sơ thần thụ, Đại Tế Sư nhìn về phía Diệp Huyên và Vô Biên Chủ rời đi. Bên cạnh ả ta là tộc trưởng Thái Sơ thần tộc. Tộc trưởng Thái Sơ thần tộc khẽ nói, thế giới hư chân xảy ra thay đổi lớn. Đại Tế Sư im lặng. Trong mắt tộc trưởng Thái Sơ thần tộc lóe vẻ lo lắng, có lẽ chúng ta có thể nói chuyện với vị kia. Đại Tế Sư bình tĩnh lắc đầu, nói thế nào, để hắn ta trấn thủ nơi này thay chúng ta. Tộc trưởng Thái Sơ thần tộc im lặng. Đại Tế Sư nói tiếp, nếu tâm địa hắn ta hiểm độc, biết được bí mật kia, vậy chúng ta nguy rồi. Tộc trưởng Thái Sơ thần tộc khẽ gật đầu, hắn ta nhìn về phía chân trời, hơi nghi ngờ nói. Rốt cuộc thế giới hư chân này đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại có nhiều người trốn xuống dưới như vậy? Đại Tế Sư lắc đầu, không biết. Tộc trưởng Thái Sơ thần tộc khẽ thở dài một hơi. Diệp Huyên và Vô Biên Chủ lại đi đến Đại Hoang tộc, hai người bắt đầu tu hành hư chân chi lực kia. Diệp Huyên ngồi xếp bằng dưới mặt đất, vận chuyển tâm pháp, điên cuồng hấp thu hư chân chi lực đến từ thế giới hư chân. Lúc này, Phổ Biên Chủ đột nhiên nói, nếu có thể đặt kết giới này vào trong tiểu tháp thì tốt biết bao. Nghe vậy, Diệp Huyên nhíu mày, hắn nhìn kết giới vũ trụ trước mặt, thầm nói, tiểu tháp, ngươi có thể làm được không? Tiểu tháp im lặng một lát rồi nói, chỉ có thể thả vùng đất trời này vào trong tiểu tháp. Diệp Huyên gật đầu, ngươi thử xem. Nghe vậy, tiểu tháp đột nhiên xuất hiện ở nơi này, ngay sau đó, một tia sáng vàng tuôn ra, trong khoảnh khắc. Toàn bộ đất trời nơi đây trực tiếp bị tiểu tháp thu vào trong mình. Diệp Huyên và Vô Biên Chủ vui mừng khôn xiết. Bởi vì kết giới vũ trụ kia cũng bị tiểu tháp thu vào trong mình. Diệp Huyên và Vô Biên Chủ đưa mắt nhìn nhau, sau đó trở vào trong tiểu tháp. Tiếp theo, hai người điên cuồng hấp thu hư chân chi lực bên trong tiểu tháp. Mà bây giờ, Diệp Huyên đã hoàn toàn biến thành một người cuồng tu luyện. Tu luyện không kể năm tháng. Đảo mắt đã trăm năm trôi qua. Diệp Huyên ngồi xếp bằng ở trước kết giới vũ trụ, hệt như lão tăng ngồi thiền, trên người không một hơi thở. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyên chậm rãi mở hai mắt, cùng lúc đó, chợt có một hơi thở kinh khủng từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Răng rắc. Trong nháy mắt, thời không xung quanh hắn xuất hiện vết nứt. Trong mắt Diệp Huyên lóe vẻ tang thương. Trăm năm. Đối với người tu luyện mạnh mẽ thì có đôi khi, trăm năm thật sự chỉ là một cái chớp mắt. Diệp Huyên từ từ đứng dậy, hắn mở bàn tay ra, chỉ chốc lát, một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa hội tụ vào trong tay phải hắn. Sức mạnh hư chân. Nhìn sức mạnh hư chân trong lòng bàn tay, khóe miệng Diệp Huyên hơi cong lên, ngay sau đó, hắn lắc mình đi tới linh độ giới. Thời không linh độ. Diệp Huyên lật tay lại, trong nháy mắt. Thời không của linh độ giới lập tức bị hắn gấp lại. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên lắc đầu cười một tiếng. Tu hành trăm năm, hơn nữa còn tu hành hư chân chi lực, lúc này hắn mới có thể gấp thời không nơi này. Không thể không nói, thời không nơi này thật sự rất nghịch thiên. Sau khi thời không nơi này bị hắn gấp thành một sợi dây trong lòng bàn tay hắn và hư không chi lực dung hợp lại với nhau, chỉ chốc lát. Toàn bộ linh độ giới đều cảm nhận được một hơi thở cực kỳ kinh khủng.
Mà lúc này, dường như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt lại, ngay sau đó, vô số kiếm ý nhân gian tuôn ra từ trong cơ thể hắn. Quỳnh! Chỉ chớp mắt, toàn bộ linh độ giới sôi trào. Giờ phút này, kiếm ý nhân gian của hắn mạnh hơn lúc trước không biết bao nhiêu lần. Mặc dù bên ngoài chỉ mới trôi qua 10 năm, nhưng trong 10 năm này, nhờ vào công cuộc chinh phạt của Tín Công Chúa và Nguyệt Hoàng, bản đồ của Thư viện Quan Huyên đã mở rộng không chỉ mấy chục lần. Bây giờ, Thư viện Quan Huyên chính là thế lực siêu cấp đứng đầu chư thiên vạn giới. Nhìn tín ngưỡng chi lực vô cùng vô tận trong tay, Diệp Huyên nở nụ cười. Bây giờ thực lực của hắn mạnh hơn 10 năm trước không biết bao nhiêu lần. Bây giờ ở vùng vũ trụ này, có lẽ cũng chỉ có Thái Sơ Thần Thụ kia mới có thể phá vỡ kiếm ý nhân gian của hắn. Thái Sơ Thần Thụ. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía Thái Sơ Thần Thụ, mà lúc này, một cô gái chợt xuất hiện trước mặt hắn, chính là Đại Tế Sư kia. Đại Tế Sư nhìn Diệp Huyên, người uống thuốc hả? Không thể không nói, giờ phút này ả ta cũng hơi khiếp sợ, mẹ nó, tên này biến mất 10 năm, bây giờ hơi thở đã hoàn toàn khác biệt. Diệp Huyên bây giờ và Diệp Huyên lúc trước tưởng như hai người khác nhau. Quả thật không hợp thói thường. Còn không hợp thói thường hơn chúc phúc. Diệp Huyên nhìn về phía Đại Tế Sư, đánh hai chiêu chứ. Nói xong, hắn lập tức vung kiếm chém ra. Kiếm này vừa chém ra, toàn bộ thời không linh độ sôi lên sùng sục. Đồng tử Đại Tế Sư bỗng nhiên co rụt lại, ả ta mở bàn tay ra, trong chốc lát, vô số ánh vàng từ trong cơ thể ả ta tuôn trào ra ngoài. Ầm ầm. Hai luồng sức mạnh vừa tiếp xúc với nhau, sóng xung kích năng lượng đáng sợ lập tức lan rộng ra xung quanh, ngay sau đó, Đại Tế Sư chợt lùi ra xa mấy vạn trượng, mà lúc này, lại có một thanh kiếm chém tới. Đại Tế Sư híp mắt nhìn, tay trái bỗng nhiên kết ấn về phía trước, trong chốc lát, vô số ánh vàng hội tụ thành một chiếc khiên vàng chắn ở trước mặt ả ta. Ầm ầm. Một kiếm chém tới, khiên vàng rầm rầm vỡ vụn, Đại Tế Sư lại chợt lùi ra xa mấy vạn trượng, mà lần này, ả ta trực tiếp lùi đến trước Thái Sơ Thần Thụ. Mà lúc này, lại là một kiếm chém tới. Trong mắt Đại Tế Sư lóe vẻ dữ tợn, ả ta mở tay phải ra, bất chợt, một vệt sáng vàng từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong lòng bàn tay ả ta. Chúc phúc! Ầm ầm! Tay Đại Tế Sư nắm lấy vệt sáng vàng, bỗng nhiên tung ra một cú đấm. Quỳnh! Cú đấm này vừa ra, trong nháy mắt kiếm quang của Diệp Huyên bị ép dừng ngay tại chỗ, mà ngay sau đó, ả ta lại tung ra thêm một cú đấm. Ầm ầm! Kiếm quang vỡ vụn, Diệp Huyên liên tục lùi ra xa vạn trượng. Mà lúc này, Đại Tế Sư mở bàn tay ra, lại là một vệt sáng vàng rơi xuống, trong nháy mắt, hơi thở của ả ta tăng lên không chỉ 10 lần. Tiếp theo, ả ta đột nhiên tung người nhảy lên, sau đó bỗng nện một đấm xuống. Ầm ầm. Một vệt sáng vàng từ trên trời giáng xuống, chém thẳng vào người Diệp Huyên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bên dưới, Diệp Tu nheo mắt lại, ngón cái hắn khẽ đẩy, kiếm Thanh Huyên rút ra khỏi vỏ. Bù. Tiếng kiếm reo vang vọng toàn bộ linh độ giới. Kiếm Thanh Huyên mang theo kiếm quang chém lên trên vệt sáng vàng. Ầm ầm. Hai luồng sức mạnh đồng thời vỡ vụn, Diệp Huyên lại chợt lùi ra xa mấy vạn trượng. Mà khi hắn dừng lại, vùng thời không nơi hắn đứng trực tiếp vỡ vụn. Còn ở nơi xa, Đại Tế Sư kia lại mở bàn tay ra, lúc này, một vệt sáng vàng từ trên trời giáng xuống, rơi vào lòng bàn tay ả ta. Quỳnh. Trong nháy mắt, hơi thở của Đại Tế Sư điên cuồng tăng vọt. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên giơ ngón cái, ngươi lợi hại lắm. Ngươi chơi như vậy, ta cũng biết, hãy đợi đấy. Nói xong, hắn thu hồi kiếm Thanh Huyên, sau đó quay người biến mất khỏi nơi này. Ông đây lại tu luyện thêm 100 năm. Không tin không giết được ngươi. Nhìn thấy Diệp Huyên biến mất không thấy tăm hơi, sắc mặt Đại Tế Sư vô cùng khó coi. 10 năm trước, ả ta có thể nhẹ nhàng đánh bại vua dựa dẫm này. Mà bây giờ, ả ta đã cần dùng đến chúc phúc. Mẹ nó! Tên này tu luyện thế nào? Lúc này, tộc trưởng Thái Sơ Thần tộc xuất hiện ở bên cạnh Đại Tế Sư. Đại Tế Sư giận không kìm nổi, hắn đang chơi xấu. Hắn đang chơi xấu.
Tộc trưởng Thái Sơ thần tộc im lặng. Thời gian ngắn như vậy, thực lực lại tăng lên nhiều như vậy. Điều này quả thật rất không hợp thói thường. Đại tế sư trầm giọng nói, lúc trước nên không tiếc bất cứ giá nào giết hắn. Tộc trưởng Thái Sơ thần tộc trầm giọng nói, người này tu luyện nhanh như vậy, đây không phải chuyện bình thường, chắc chắn trên người hắn có chí bảo. Đại tế sư im lặng. Tộc trưởng Thái Sơ thần tộc bình tĩnh nói, chắc chắn hắn sẽ còn trở lại. Đại tế sư thoáng nhìn ra nơi xa, không nói thêm gì nữa. Lại 10 năm trôi qua. Diệp Huyên đúng giờ xuất hiện ở linh độ giới, lần này, hắn không một lời nói nhảm, tay phải bỗng nhiên siết chặt, chỉ chốc lát, vô số thời không nơi đây bị hắn gấp lại. Mà lúc này, đại tế sư kia lại xuất hiện trước mặt hắn. Nhìn Diệp Huyên trước mặt, sắc mặt đại tế sư vô cùng khó coi. Hơi thở của tên này lại mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Chắc chắn có chí bảo. Đại tế sư nhìn chằm chằm Diệp Huyên, tay phải từ từ siết chặt, vô số ánh vàng hội tụ vào trong lòng bàn tay ả ta. Lúc này, Diệp Huyên chợt nói, lại đến. Vừa dứt lời, hắn trực tiếp chém ra một nhát. Vèo. Kiếm vừa chém ra, thời không nơi đây lập tức nổ tung, ngay sau đó, hắn và đại tế sư tiến vào vô giới. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đại tế sư trở nên vô cùng khó coi. Tên này mạnh lên không chỉ một chút. Không nghĩ nhiều nữa, ả ta lập tức mở bàn tay ra, vô số vệt sáng vàng từ chân trời rơi xuống, sau đó rơi vào lòng bàn tay ả ta. Dứt khoát chúc phúc. Ả ta cũng phát hiện, nếu bây giờ không chúc phúc thì sẽ không làm gì được tên này. Sau khi lấy được chúc phúc, thực lực của đại tế sư bỗng chốc tăng vọt. Ngay sau đó, đại tế sư hóa thành một vệt sáng vàng lao về phía Diệp Huyên. Ầm ầm. Đột nhiên, toàn bộ vô giới trực tiếp sôi trào. Hai luồng sức mạnh vừa tiếp xúc, một gợn sóng xung kích hủy thiên diệt địa chợt lan ra xung quanh, trong nháy mắt, sức mạnh to lớn đánh hai người lùi về phía sau. Mà trong quá trình lùi về phía sau, đại tế sư mở bàn tay ra, một vệt sáng vàng từ linh độ giới bay tới, sau đó chui vào trong cơ thể ả ta. Quỳnh. Một hơi thở mạnh mẽ bỗng nhiên tuôn ra từ trong cơ thể ả ta. Rầm rầm. Hơi thở mạnh mẽ trực tiếp khiến toàn bộ vô giới sôi trào cuồn cuộn. Diệp Huyên thấy cảnh tượng này, vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Đệt. Chúc phúc này quả thật không hợp thói thường. Đại tế sư nhìn chằm chằm Diệp Huyên, hôm nay ta muốn xử lý ngươi. Vừa dứt lời, ả ta đột nhiên tung người nhảy lên, tiếp theo, ả ta chắp tay trước ngực, sau đó chợt bổ một phát về phía trước. Vèo. Trong nháy mắt, một vệt sáng vàng dài vạn trượng, hệt như một thanh đao lớn bổ về phía Diệp Huyên. Vèo. Vừa bổ xuống, toàn bộ vô giới này đã nổ tung. Bên dưới, trong mắt Diệp Huyên lóe vẻ dữ tợn, hắn mở bàn tay ra, vô số kiếm ý nhân gian tràn vào trong kiếm Thanh Huyên. Ngay sau đó, hắn vung tay ra, kiếm Thanh Huyên hóa thành một luồng kiếm quang phóng lên tận trời. Cứng rắn va chạm. Rầm. Kiếm quang và ánh vàng vừa tiếp xúc đã lập tức nổ tung, mà lúc này, kiếm Thanh Huyên run rẩy kịch liệt, vô số kiếm ý nhân gian từ trong đó chém ra, chỉ chốc lát, trăm vạn thanh kiếm nhân gian chém về phía đại tế sư. Đại tế sư nheo mắt nhìn, sau đó phất tay áo lên, bỗng chốc, vô số ánh sáng vàng tuôn ra. Cùng lúc đó, lại có một vệt sáng vàng từ trên trời rơi xuống, chui vào trong cơ thể ả ta. Rầm rầm. Vô số ánh sáng vàng kinh khủng giống như thủy triều tuôn ra khỏi cơ thể ả ta. Ầm ầm. Những ánh sáng vàng đó trực tiếp ngăn cản kiếm nhân gian của Diệp Huyên. Mà lúc này, Diệp Huyên chợt cầm kiếm Thanh Huyên giết tới trước mặt đại tế sư. Bù. Kiếm vừa chém tới, ánh sáng vàng trước mặt đại tế sư trực tiếp bị xé ra một lỗ hổng, trong chớp mắt, Diệp Huyên đã cầm kiếm chém đến trước mặt đại tế sư. Mà lúc này, trong tay đại tế sư đột nhiên xuất hiện một nhánh cây màu vàng, ả ta chỉ nó về phía trước. Quỳnh. Một vùng sáng vàng tuôn ra. Ầm ầm. Ánh sáng vàng này lại lần nữa chặn kiếm của Diệp Huyên. Trong mắt Diệp Huyên lóe vẻ dữ tợn, tay phải bỗng đưa về phía trước. Răng rắc. Nhánh cây màu vàng kia lập tức nứt gãy, nhìn thấy cảnh này, đồng tử đại tế sư bỗng nhiên co rụt lại, ả tay giang tay trái ra.
lúc này, lại là một vệt sáng vàng rơi thẳng xuống. Ầm ầm. Ánh vàng tràn vào trong cơ thể đại tế sư bỗng bộc phát ra ánh sáng vàng óng ánh, sức mạnh to lớn chợt đánh Diệp Huyên bay ra ngoài. Bên ngoài vạn trượng, Diệp Huyên dừng lại, trong nháy mắt, vô số kiếm ý nhân gian hệt như thủy triều bay trở về phía sau hắn. Diệp Huyên nhìn đại tế sư nơi xa, im lặng. Mẹ nó! Chúc phúc này không có bất kỳ hạn chế gì sao? Đại tế sư nhìn chằm chằm Diệp Huyên, vẻ mặt hơi dữ tợn, ngươi thành công chọc giận ta rồi. Vừa dứt lời, ả ta lại mở bàn tay ra, bất thình lình, lại một vệt sáng vàng rơi thẳng xuống. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Diệp Huyên sầm lại, tiểu bút, tiểu tháp, ả ta đã chơi như vậy rồi. Ta bật hack không quá đáng đâu nhỉ. Tiểu bút nói, cậu bật đi, ta cũng cảm thấy ả ta rất quá đáng. Đương nhiên, cậu cũng chẳng khác gì ả ta, ai cũng như nhau cả thôi. Diệp Huyên. Lúc này, đại tế sư kia đột nhiên gầm lên giận dữ, ngay sau đó, thời không trên đỉnh đầu ả ta bỗng nhiên vỡ ra, tiếp theo, một vệt sáng vàng tuôn trào ra ngoài, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã tràn đến trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên nheo mắt nhìn, bỗng nhiên rút kiếm chém ra, vô số kiếm ý nhân gian mãnh liệt chém xuống. Ầm ầm. Kiếm này vừa chém xuống, Diệp Huyên lập tức bị đẩy ra ngoài mấy vạn trượng, mà vệt sáng vàng kia lại không hề vỡ nát, tiếp tục xông đến trước mặt hắn. Trong mắt Diệp Huyên tăng thêm vẻ nghiêm túc, lại chém xuống một kiếm. Uỳnh. Vừa chém xuống, vệt sáng vàng kia run rẩy kịch liệt, nhưng vẫn chưa vỡ, mà Diệp Huyên lại bị hai luồng sức mạnh to lớn đánh bay. Mà đúng lúc này, đại tế sư giống như quỷ mị xuất hiện trước mặt hắn. Ả ta vung tay đấm về phía bụng Diệp Huyên. Nhưng Diệp Huyên không hề phòng ngự, mà giơ kiếm chém xuống cổ họng đại tế sư. Lấy mạng đổi mạng. Nhưng mà, đại tế sư chẳng hề thu tay. Phù. Bịch. Hai người đồng thời lùi về phía sau. Diệp Huyên nhìn cổ họng của đại tế sư, nơi đó có một món kim giáp này đã cứng rắn chặn kiếm thanh huyên của hắn. Sau khi dừng lại, khóe miệng Diệp Huyên tràn ra một vệt máu tươi. Hắn có giáp hoang thần, còn có thân thể mạnh mẽ, nhưng dù như vậy, hắn vẫn không thể hoàn toàn ngăn cản cú đấm kinh khủng của đại tế sư này. Sau khi đại tế sư dừng lại, ả ta nhìn chằm chằm Diệp Huyên, trong lòng cũng nghĩ mà sợ hãi. Mặc dù kim giáp cứng rắn chặn được một kiếm này của Diệp Huyên, nhưng kim giáp đã hư hỏng. Nếu như sức mạnh vừa rồi của Diệp Huyên mạnh thêm chút nữa, đầu ả ta sẽ rơi ra khỏi cổ. Không thể lấy mạng đổi mạng nữa. Đại tế sư nhìn chằm chằm Diệp Huyên, tay phải dần dần siết chặt, sức mạnh to lớn ngưng tụ trong tay ả ta. Mà đúng lúc này, Diệp Huyên chợt nói, đợi ta thêm 10 năm nữa. Nói xong, hắn quay người rời đi. Mà đúng lúc này, tộc trưởng Thái Sơ thần tộc đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, không chỉ như vậy, người bảo vệ kia cũng ở đây. Ngoài ra còn có ba ông lão áo bào đen bí ẩn. Mọi người bao vây hắn lại. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên quay người nhìn về phía đại tế sư, đánh hội đồng. Đại tế sư nhìn chằm chằm Diệp Huyên, đúng là đánh hội đồng đấy. Diệp Huyên cười nói, ngươi chắc chắn chứ? Đại tế sư gật đầu, ta rất chắc chắn. Hôm nay, ngươi nhất định phải chết ở chỗ này. Diệp Huyên mở bàn tay ra. Kiếm thanh huyên trong tay đột nhiên run rẩy kịch liệt, thanh nhi. Bù, tiếng kiếm reo vang vọng toàn bộ linh độ giới. Uỳnh, một luồng sức mạnh kinh khủng từ trên trời giáng xuống. Sắc mặt tất cả mọi người nơi đây lập tức thay đổi. Lần này lại là ai đến? Thời không nứt vỡ, một cô gái chậm rãi bước ra. Người đến chính là Thanh Khâu. Thanh Khâu. Nhìn thấy Thanh Khâu, Diệp Huyên bỗng ngây người. Rõ ràng hắn không ngờ lần này lại là Thanh Khâu đến. Thanh Khâu nhìn Diệp Huyên, chớp mắt, không hoan nghênh ta sao? Vậy ta đi. Diệp Huyên vội nói, sao có thể chứ? Hoan nghênh, hoan nghênh. Thanh Khâu thản nhiên cười, sau đó nói, thực lực huynh tăng lên rất rất nhiều rồi. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Nói rồi, hắn nhìn đại tế sư phía xa, bọn họ không màng võ đức gì cả. Thanh Khâu quay người nhìn đại tế sư, lúc này, ánh mắt đại tế sư vô cùng nghiêm trọng. Thanh Khâu bỗng nhận lấy kiếm thanh huyên trong tay Diệp Huyên, nàng ấy nhìn đại tế sư, người đánh lợi hại lắm đúng không?
Vừa dứt lời, nàng ấy nâng tay vung kiếm. Bù! Một luồng kiếm quang bỗng lóe lên trong sân. Ánh mắt đại tế sư bỗng thay đổi, đánh mạnh một quyền, một luồng sáng vàng rộng cả vạn trượng bỗng bùng nổ. Ầm! Luồng sáng vàng lập tức nổ tung, đại tế sư bị đẩy lùi mấy vạn trượng. Phù! Vừa dừng lại, đại tế sư đã phun ra ngụm máu. Mà lúc này, giáp vàng trên người ả ta đã nứt ra. Lúc này, Thanh Khâu lại chém một kiếm. Dầm! Đại tế sư lập tức bị đánh bay vạn trượng. Ầm! Khi vừa dừng lại, luồng sáng vàng trên người đại tế sư bỗng nổ tung. Sau khi nổ tung, chỉ còn lại thân xác ả ta. Dầm dầm! Luồng sáng vàng nổ tung, đại tế sư chớp mắt lại bị đẩy lùi mấy vạn trượng. Lần này, này ta bị đẩy lùi đến trước mặt thái sơ thần thụ kia. Không chỉ vậy, linh hồn ả ta còn cực kỳ hư ảo. Sau khi dừng lại, vẻ mặt đại tế sư khó tin nhìn Thanh Khâu, ngươi. Thân hình Thanh Khâu khẽ chuyển động, lập tức biến thành một luồng kiếm quang biến mất tại chỗ. Mà ngay lúc này, thái sơ thần thụ kia bỗng bùng nổ luồng sáng vàng chém về phía Thanh Khâu. Thái sơ thần thụ ra tay rồi. Thấy vậy, vẻ mặt Diệp Huyên lập tức trở nên nghiêm trọng. Mà ngay lúc này, Thanh Khâu bỗng chém một kiếm lên luồng sáng vàng kia. Ầm! Luồng sáng vàng giống như pháo hoa nổ tung trên không, cực kỳ rực rỡ. Lúc này, Thanh Khâu bỗng lao lên đến trước mặt thái sơ thần thụ, trong tầm mắt của mọi người, nàng ấy chém một kiếm về phía thái sơ thần thụ. Lúc này, một nắm quyền vàng kim bỗng từ bên trong thái sơ thần thụ phóng ra ngoài, đỡ lấy một kiếm kinh khủng kia của Thanh Khâu. Ầm ầm! Một quyền một kiếm vừa va chạm, cả thời không linh độ bỗng chốc rạn nứt. Ở bên dưới, vẻ mặt Diệp Huyên vô cùng nghiêm trọng. Bởi vì một quyền này, lại đỡ được một kiếm của Thanh Khâu. Lúc này, Thanh Khâu bỗng điểm tay trái lên kiếm Thanh Huyên, sau đó, hai ngón tay nàng ấy bỗng trượt xuống dọc thân kiếm. Ầm! Một luồng kiếm quang bỗng bùng nổ, nắm quyền vàng kim kia bỗng chốc vỡ vụn, biến thành từng vụn nhỏ vàng kim bay khắp bầu trời. Mà lúc này, Thanh Khâu lại không hề ra tay tiếp, mà lùi đến bên cạnh Diệp Huyên. Diệp Huyên liếc nhìn thái sơ thần thụ, sau đó nói thế nào? Thanh Khâu thấp giọng nói, cây này không đơn giản. Diệp Huyên nhìn Thanh Khâu nhìn thái sơ thần thụ, bên trong nó không đơn giản. Bên trong. Thanh Khâu gật đầu, đúng. Ta cảm nhận được rất nhiều luồng hơi thở mạnh mẽ trong người nó. Hơn nữa, lúc nãy khi nó giao đấu với ta, cũng chưa hề dùng hết toàn lực. Nghe vậy, Diệp Huyên cũng nhíu chặt mày. Thanh Khâu bỗng quay đầu nhìn tộc trưởng thái sơ thần tộc cách đó không xa, nó đang trấn áp gì sao? Thần linh. Thanh Khâu nhíu mày, thần linh gì? Tộc trưởng thái sơ thần tộc lại im lặng. Lúc này, Thanh Khâu nâng tay đánh ra một kiếm. Ầm! Tộc trưởng thái sơ thần tộc lập tức bị chém bay mấy vạn trượng, vừa dừng lại, trước ngực bỗng nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Vẻ mặt mọi người đều kinh sợ. Tộc trưởng thái sơ thần tộc sợ hãi nhìn Thanh Khâu. Thanh Khâu nhíu mày, sao ngươi nói chuyện cứ rể rà như vậy? Tộc trưởng thái sơ thần tộc trần trừ rồi nói, thần linh, chúng ta cũng không biết rốt cuộc lai lịch bọn họ thế nào, chỉ biết bọn họ đến từ thế giới hư chân, sau đó muốn luyện hóa vùng vũ trụ này, cuối cùng, dưới sự liên thủ của tộc ta và chủ nhân bút đại đạo, đã nhốt bọn họ trong thái sơ thần thụ. Nghe vậy, Diệp Huyên lập tức nhíu mày. Mẹ nó! Sao mà cứ đánh đánh chém chém là thái sơ thần tộc lại biến thành người bảo vệ rồi? Tộc trưởng thái sơ thần tộc nhìn Thanh Khâu, những thần linh này, thực lực rất mạnh, ngay cả chủ nhân bút đại đạo mà năm đó cũng suýt nữa không thể đánh bại bọn họ. Nếu ngươi phá được thái sơ thần thụ, một khi bọn họ phá cây thoát ra, thì vùng vũ trụ của chúng ta coi như xong rồi. Thanh Khâu nhìn thái sơ thần thụ, như vậy không có nghĩa các ngươi có thể vây đánh ca ca ta. Ở phía xa, đại tế sư kia thấp giọng nói, là ca ca ngươi. Thanh Khâu bỗng xuất kiếm. Bù! Kiếm của Thanh Khâu đâm thẳng vào miệng đại tế sư kia, âm thanh đại tế sư lập tức dừng lại. Các cao thủ thái sơ thần tộc đều kinh sự. Thanh Khâu nhìn đại tế sư chằm chằm, ta cho ngươi nói rồi sao? Vẻ mặt đại tế sư cứng đờ.
Thanh Khâu điểm tay. Thực lực cô gái này, thực sự quá đáng sợ. Thanh Khâu bỗng đưa Diệp Huyên đi về phía Thái Sơ thần thụ. Thấy vậy, vẻ mặt nhóm người tộc trưởng Thái Sơ thần tộc bỗng chốc thay đổi. Thanh Khâu quay đầu liếc nhìn bọn họ, đứng đó, đừng động, động là chết. Mọi người, Thanh Khâu dẫn Diệp Huyên đi đến trước Thái Sơ thần thụ, nàng ấy quan sát Thái Sơ thần thụ, sau đó trực tiếp đưa Diệp Huyên biến thành luồng kiếm quang xuyên vào trong Thái Sơ thần thụ. Bên trong Thái Sơ thần thụ, đã tự tạo thành một thế giới. Mà bên trong thế giới vô hạn vô biên này, chỉ có một cái giếng, nắp đậy đỏ như máu. Lúc này, Diệp Huyên bỗng nhìn dưới chân, hắn kinh sợ phát hiện cả mặt đất đều là bùa chú màu đen thần bí. Không chỉ vậy, cả bầu trời cũng đầy dãy bùa chú trong suốt các loại. Giữa đất trời, có bốn sợi xích sắt dài mấy chục vạn trượng khóa miệng giếng, mà đầu kia của dây xích chính là những bùa chú giữa đất trời kia. Thấy vậy, vẻ mặt Diệp Huyên bỗng chốc trở nên nặng nề. Kha kha. Mà lúc này, trong giếng kia bỗng vang lên tiếng cười kỳ lạ. Âm thanh này như có sức xuyên thấu, chấn động cả đất trời. Thanh Khâu nhìn giếng máu kia, người có bệnh phải không? Diệp Huyên. Âm thanh kia bỗng lên tiếng, người xuống đây. Thanh Khâu bình tĩnh nói, sao người không lên đây? Âm thanh kia lại nói, xuống đây, xem bản thần đánh chết người không? Thanh Khâu nhếch miệng cười, ta không đấy, tức chết ngươi. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ. Nhà đầu này đến thế giới hư chân một chuyến, mà sao đổi phong cách rồi? Cảm thấy ánh mắt của Diệp Huyên, Thanh Khâu khẽ chớp mắt, sao vậy? Diệp Huyên im lặng. Nhà đầu này, không phải là Diệp Thanh Thanh biến thành đó chứ? Không đúng. Diệp Thanh Thanh không chỉ trêu chọc, mà còn rất hung tàn nữa. Nếu là Diệp Thanh Thanh, nàng ấy sớm đã lao xuống đáy giếng rồi. Lúc này, âm thanh trong giếng kia bỗng lên tiếng, ngươi chỉ biết dùng võ mồm thôi sao? Thanh Khâu nhìn xuống giếng, cười nói, ngươi là muốn đánh với ta một trận, sau đó phá vỡ phong ấn này. Âm thanh kia bỗng im lặng. Thanh Khâu lắc đầu, ngươi nghĩ nhiều rồi. Âm thanh kia nói, ta sẽ giết chết người đàn ông bên cạnh ngươi. Nói rồi, nàng ấy đưa Diệp Huyên quay người rời đi. Sau khi rời khỏi vùng thế giới này, đứng bên cạnh Thái Sơ thần thụ, Diệp Huyên trầm giọng nói, nhà đầu, thực lực người kia thế nào? Thanh Khâu lắc đầu, chưa từng giao đấu, không biết thực lực thật sự, nhưng, chắc chắn không yếu. Diệp Huyên nhìn Thái Sơ thần thụ, sau đó nói, nhà đầu, Thanh Nhi váy trắng đang giết loạn ở thế giới hư chân sao? Thanh Khâu chớp mắt, huynh biết rồi. Diệp Huyên cười nói, có vài cao thủ thế giới hư chân chạy xuống đây. Thanh Khâu im lặng một lúc rồi nói, huynh có muốn cùng ta đến thế giới hư chân không? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, lắc đầu, không. Thanh Khâu sững sờ. Diệp Huyên cười nói, bây giờ ta đi thì với thực lực hiện tại, ta căn bản không thể tồn tại ở bên đó. Thanh Khâu thấp giọng nói, huynh muốn trở nên mạnh hơn rồi mới đi. Diệp Huyên gật đầu. Bây giờ đi đến thế giới hư chân, hắn sẽ biến thành tên cùi mía, hắn không muốn lại trở thành như thế nữa, vì vậy, hắn đợi bản thân mình trở thành vô địch ở bên này rồi mới tiến đến thế giới hư chân. Hơn nữa, vùng vũ trụ hiện tại này hắn vẫn chưa thống nhất hoàn toàn. Thanh Khâu ngẫm nghĩ rồi gật đầu, được. Diệp Huyên cười nói, ở lại mấy ngày không? Thanh Khâu lắc đầu, không đâu. Diệp Huyên không hiểu, tại sao? Thanh Khâu cười nói, đến thế giới hư chân đánh nhau. Diệp Huyên lắc đầu cười, được thôi. Thanh Khâu cười nói, ca ca, cố lên. Nói xong, nàng ấy lập tức biến thành một luồng kiếm quang rồi biến mất. Diệp Huyên đứng tại chỗ im lặng. Thế giới hư chân. Như nghĩ đến gì đó, Diệp Huyên quay người nhìn tộc trưởng Thái Sơ thần tộc, hắn ta nhìn hắn, im lặng không nói. Diệp Huyên nói, tộc trưởng Thái Sơ. Lúc nãy người nói, những thần linh kia muốn luyện hóa vũ trụ này. Diệp Huyên nhìn tộc trưởng Thái Sơ thần tộc, ta ức hiếp ngươi. Mới đầu, là đại tế sư các ngươi gây chuyện, nàng ta muốn ỷ đông hiếp yếu, sao bây giờ lại trở thành ta ức hiếp các ngươi rồi? Thế nào, chỉ cho phép các ngươi đánh hội đồng ta, chứ không cho ta gọi người. Tộc trưởng Thái Sơ thần tộc im lặng. Diệp Huyên cười nói, tộc trưởng Thái Sơ,
nếu ngươi đã không muốn nói nhiều với ta, vậy ta cũng lười nói thêm với ngươi. Nói rồi, hắn lập tức quay người biến mất nơi xa. Tộc trưởng Thái Sơ thần tộc đứng tại chỗ thấp giọng thở dài. Đại tế sư mất rồi. Chuyện này đối với Thái Sơ thần tộc mà nói, thật sự là một tổn thất to lớn. Tộc trưởng quay người nhìn Thái Sơ thần thụ kia, hai mắt mắt mở mịt. Thái Sơ thần tộc bị nhốt ở đây đã rất nhiều năm rồi, giờ còn phải bị nhốt bao lâu nữa đây? Không có giới hạn sao? Lúc này, một trưởng lão Thái Sơ thần tộc bỗng thấp giọng nói, theo ta biết, mục tiêu của người này là thống nhất cả vũ trụ, nếu đã như vậy, có lẽ hắn cũng muốn bảo vệ vùng vũ trụ bên dưới, tại sao ban đầu chúng ta không hợp tác với hắn? Hợp tác? Tộc trưởng Thái Sơ thần tộc thở dài. Lúc đó hắn ta cũng từng nhắc đến, nhưng lại bị đại tế sư bác bỏ. Nếu có thể hợp tác với Diệp Huyên, thì cũng có lợi cho Thái Sơ thần tộc rồi. Đáng tiếc. Tộc trưởng Thái Sơ thần tộc lắc đầu, thực lực người phụ nữ kia chắc chắn có thể đấu với những thần linh này, mà hiện tại, chúng ta trở thành kẻ địch. Lúc này, một người khác bỗng lên tiếng, chúng ta không thể trực tiếp thả những thần linh kia ra sao? Hỗn xược. Tộc trưởng Thái Sơ thần tộc bỗng giống giận, những thần linh này bị Thái Sơ thần tộc ta nhốt nhiều năm như vậy, nếu bọn họ thoát ra, người đầu tiên bị tiêu diệt là ai? Vẻ mặt người kia có chút xấu hổ. Không cần nghi ngờ. Nếu người ta mà thoát ra, chắc chắn sẽ tiêu diệt Thái Sơ thần tộc bọn họ đầu tiên. Tộc trưởng Thái Sơ thần tộc khẽ lắc đầu, hơn nữa, nếu thả bọn họ ra, đồng nghĩa phản bội lời thề mà Thái Sơ thần tộc ta và chủ nhân Bút Đại Đạo đã định năm xưa, e rằng chủ nhân Bút Đại Đạo cũng sẽ không tha cho chúng ta. Đây là thời đại vinh quang. Ngoài ra, trật tự nhân gian của hắn cũng xem như đã thành lập hoàn toàn, hiện tại dưới sự thống trị của vũ trụ Quan Huyên, không ai dám không tuân theo trật tự mà Thư viện Quan Huyên lập ra. Điều đáng nói là, thực lực toàn bộ Thư viện Quan Huyên cũng đã tiến bộ vượt bậc. Trong đó thứ thay đổi kinh khủng nhất là đội quân mà Tín Công Chúa dẫn dắt, hiện tại, đội quân của Tín Công Chúa đã mở rộng đến 200 vạn, trong đó có vô số cao thủ tinh nhuệ, là một đội quân kinh khủng khiến người trong cả vũ trụ vừa nghe danh đã sợ. Tiếp theo là đội quân do Nguyệt Hoàng dẫn dắt, quy mô đội quân của Nguyệt Hoàng cũng đạt đến hơn 150 vạn, mà những người này, toàn bộ đều là do nàng ấy kêu gọi từ các vũ trụ bình hành. Nàng ấy lấy ra gần như là toàn bộ nhân tài yêu nghiệt của vũ trụ bình hành để thành lập ra một đội quân như vậy. Ngoài ra, dưới trướng nàng ta còn có một nhóm cao thủ đỉnh cao siêu cấp, cũng chính là nhóm người Đại Sơn. Nhóm cao thủ này, trước mắt thì vẫn là nhóm người đỉnh cao nhất ở vũ trụ bên dưới. Mà trong quá trình chinh chiến vũ trụ, Nguyệt Hoàng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội mượn sức bọn họ. Cũng có nghĩa là, trước mắt trong Thư viện Quan Huyên đã hình thành mấy thế lực, lần lượt là của Tín Công Chúa, Nguyệt Hoàng, còn có một bên chính là đạo binh do An Lan Tú thành lập, mà so với Tín Công Chúa và Nguyệt Hoàng thì quân đội tinh nhuệ An Lan Tú do nắm giữ, về số lượng rõ ràng có hơi ít. Theo tình hình hiện tại, nếu không có Diệp Huyên chấn giữ thì Thư viện Quan Huyên hoàn toàn có khả năng hình thành rất nhiều nước chư hầu. Dù sao, ngoài Tín Công Chúa và Nguyệt Hoàng, thì còn có vô số thế gia siêu cấp, những thế gia này cũng đều có nhóm lợi ích riêng của mình. Đối với chuyện này, Diệp Huyên cũng có chút đau đầu. Nhưng, cũng không có cách gì. Không có cách nào cả. Hắn đánh thiên hạ, cần có người giúp đỡ. Sau khi đánh thiên hạ, thì phải xử lý người ta, loại chuyện này, thực sự hắn không thể làm được. Kể cả Tín Công Chúa và Nguyệt Hoàng. Hắn cũng biết, đội quân mà hai người này nắm giữ hiện tại thực sự có hơi biến thái, nhưng hiện tại hắn cũng không cách này giảm bớt binh quyền của đối phương. Thứ nhất là hắn cần hai người này tiếp tục thảo phạt vũ trụ, thứ hai là người ta thực sự đã dốc hết sức cho thư viện, thứ ba, người ta không có ý định làm phản. Một chút ý định phản bội cũng không có. Diệp Huyên cũng bất đắc dĩ. Cuối cùng, hắn chỉ có thể giống như lúc trước, lựa chọn để lại mâu thuẫn tương lai này cho người đời sau giải quyết. Người đời sau. Trong tháp nhỏ, Diệp Huyên bế quan tu luyện. Chuyện của thư viện, hiện tại hắn thi thoảng mới xuất hiện xử lý một lần. Bởi vì thư viện đã hoàn toàn vào guồng, chuyện bình thường thì nội các hoàn toàn có thể xử lý. Còn hắn, thì đặt toàn bộ tâm tư vào việc tu luyện. Bởi vì lần này, hắn quyết định tiến vào thế giới hư chân.
Ngoài ra, Nguyệt Hoàng gần như cũng đã thu phục toàn bộ vũ trụ bình hành. Thực lực thư viện Quan Huyên, mạnh trước giờ chưa từng có. Đương nhiên, thế lực mà Nguyệt Hoàng và Tín Công Chúa đại diện, cũng đã trở thành hai bá chủ siêu cấp của thư viện Quan Huyên. Trong một gian đại điện, Tín Công Chúa đang cúi đầu xử lý công vụ. Bên cạnh nàng ta, còn có một ông lão áo đen. Một lúc lâu sau, Tín Công Chúa bỏ cuốn sổ trong tay xuống, sau đó cười nói, xử lý xong rồi. Nói xong, nàng ta vươn vai, sau đó đi đến cửa đại điện. Lúc này, ông lão áo đen bên cạnh nàng ta bỗng lên tiếng, bệ hạ, viện trưởng chưa từng xuất hiện trăm năm rồi. Tín Công Chúa chớp mắt, tạo phản. Ông lão áo đen sững sờ. Tín Công Chúa cười nói, nhà họ Cổ ta chắc có không ít người nảy sinh suy nghĩ này nhỉ. Ông lão áo đen im lặng. Tín Công Chúa lắc đầu, sao lại ngốc như vậy chứ? Ông lão áo đen ngây người. Tín Công Chúa nhìn chân trời phía xa, khẽ cười, người bên ngoài nhìn thấy, là Tín Công Chúa ta nắm giữ mấy trăm vạn hùng binh, là dưới một người, trên vạn người, còn ta chỉ nhìn thấy dưới một người. Ông lão áo đen im lặng. Tín Công Chúa lại nói, quyền lợi sẽ khiến người ta tham lam. Ta biết, cổ tộc hiện tại có rất nhiều đã bành trướng dã tâm, mà trời muốn khiến người diệt vọng, nhất định sẽ khiến họ điên cuồng trước. Nói rồi, nàng ta bình tĩnh nói, gần đây cổ tộc ta hình như có không ít người gây tội rồi. Ông lão áo đen gật đầu, đúng vậy. Tín Công Chúa nói, thư viện Quan Huyên có thái độ thế nào? Ông lão áo đen do dự rồi nói, bọn họ rất nể mặt. Cũng không xử lý. Nghe vậy, Tín Công Chúa nheo mắt, là ý của vị lý thủ phụ kia. Ông lão áo đen gật đầu, có lẽ nàng ta đang lấy lòng chúng ta. Ngu xuẩn. Tín Công Chúa nhìn ông lão áo đen, người nghĩ nàng ta đang lấy lòng chúng ta sao? Ông lão áo đen trầm giọng nói, điện hạ, người vì thư viện lập nhiều chiến công như vậy, nhưng bây giờ, kiếm chủ nhân gian lại không hề khen thưởng gì cho người. Trong tộc rất nhiều người đều. Tín Công Chúa im lặng một lúc, lắc đầu, rồi khẽ nói, bây giờ xem ra, vấn đề giữa thư viện và các thế lực nội bộ còn lớn hơn tưởng tượng của ta nữa. Sau này, viện hình pháp của thư viện sợ rằng sẽ chỉ thành đồ trang trí thôi, không thể ràng buộc được người tông tộc và các đại thế gia rồi. Ông lão áo đen có phần không hiểu, điện hạ. Ánh mắt Tín Công Chúa có chút lo lắng, thật ra, ta cũng hy vọng bây giờ hắn đến xử lý. Bây giờ mà xử lý, hắn sẽ nói đến tình nghĩa, sẽ không giải quyết quá tuyệt tình, nếu hắn thật sự để rắc rối này cho người đời sau xử lý, lúc đó chắc chắn sẽ là một trận thanh tẩy lớn. Ông lão áo đen lạnh mặt, ta thấy, cho dù là ai thượng vị thì hắn cũng sẽ lôi kéo chúng ta, nếu không có cổ tộc chúng ta ủng hộ, thì ai cũng đừng nghĩ đến chuyện thượng vị. Tín Công Chúa nhìn ông lão áo đen, không nói gì. Ông lão áo đen do dự chốc lát rồi nói, sai rồi sao? Tín Công Chúa nhếch miệng khẽ cười, không sai, người nghĩ như vậy không hề sai, nhưng đáng tiếc là, người cho rằng chỉ có một mình ngươi thông minh sao? Ông lão áo đen không hiểu, điện hạ. Tín Công Chúa chợt hỏi, nếu bây giờ kiếm chủ nhân gian muốn bỏ chức vị của ta, bỏ binh quyền của ta, đồng thời hạ chức vị trưởng lão nội các của ta, người nghĩ, chúng ta có thể làm gì? Dám làm gì? Ông lão áo đen ngây người, chuyện này. Tín Công Chúa cười nói, tạo phản, đi đánh với hắn. Vẻ mặt ông lão áo đen có chút khó coi. Đánh kiếm chủ nhân gian. Nói thật, ông ta cũng không dám. Bây giờ đánh kiếm chủ nhân gian, cũng không có phần thắng gì. Tín Công Chúa cười nói, hiểu rồi chứ. Sống chết của cổ tộc ta, nằm trong một câu nói của người ta. Ông lão áo đen im lặng. Tín Công Chúa nói tiếp, giao hết toàn bộ những người phạm tội kia ra, sau đó xử lý theo Quan Huyên pháp, không được lơ là bỏ qua. Ông lão áo đen muốn nói lại thôi. Tín Công Chúa bỗng nói, còn nữa, kể từ lúc này, người bị cách chức, với lại vĩnh viễn cũng không được nhận chức trong thư viện nữa. Nghe vậy, vẻ mặt ông lão áo đen sợ hãi, điện hạ, ta phạm lỗi gì? Tín Công Chúa liếc nhìn ông lão áo đen, người không giác ngộ chính trị. Nói xong, nàng ta quay người rời đi. Ông lão áo đen. Nguyệt Hoàng khẽ nhíu mày, một lúc lâu sau, nàng ấy khẽ nói, vị Tín Công Chúa này rất có cảm giác nguy hiểm. Ông lão gật đầu, Nguyệt Hoàng nói, truyền lệnh xuống,
Nguyệt tộc ta, bất kỳ ai cũng không được vi phạm, nếu có kẻ vi phạm nghiêm khắc trừng phạt. Ông là gật đầu, đã hiểu. Nguyệt Hoàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ nói, Tín công chúa, chắc hẳn đã tính toán cho tương lai rồi. Ông lão không hiểu, nghĩa là sao? Nguyệt Hoàng bình tĩnh nó, chắc chắn viện trưởng muốn rời khỏi vũ trụ này, cũng có nghĩa, tương lai thư viện sẽ đổi chủ. Ông lão có chút nghi hoặc, đổi ai? Nguyệt Hoàng hỏi ngược, người thấy đổi ai mới có thể khiến mọi người cam tâm tình nguyện quy phục? Ông lão im lặng một lúc rồi nói, nhất định phải là người đời sau dòng chính của kiếm chủ nhân gian. Nguyệt Hoàng gật đầu, đúng vậy. Hơn nữa, tương lai thư viện nhất định sẽ có một trận thanh tẩy, hiện tại vấn đề nội bộ trong thư viện, có quá nhiều. Nếu không thanh tẩy, tương lai thư viện sẽ trở thành mầm mống tai họa của cả vũ trụ. Nói rồi, nàng ấy quay đầu nhìn bầu trời, khẽ nói, tranh đấu giữa Nguyệt quốc ta và cổ quốc trong tương lai, ai có thể thành công đứng vững, người đó sẽ giành thắng lợi, nhưng, kiếm chủ nhân gian chúng ta bây giờ vẫn còn chưa có con nữa. Đương nhiên, cũng không sao cả, chỉ cần hắn không sinh con cùng Tín công chúa là được. Ông lão. Trong tháp nhỏ, Diệp Huyên ngồi xếp bằng trên tảng đá lớn chậm chậm mở mắt ra. Chớp mắt. Thế giới trong cả tháp nhỏ lập tức sôi sục, kiếm ý nhân gian mạnh mẽ bỗng chốc quét sạch của thế giới tháp nhỏ, lúc này, tháp nhỏ đã sắp không chịu nổi nữa rồi. Nghìn năm. Một nghìn năm. Một nghìn năm nay, tín ngưỡng chi lực của hắn đã đạt đến tốc độ vô cùng đáng sợ. Phải biết rằng, tín ngưỡng chi lực này gần như là không cần bản thân hắn tu luyện. Mà hiện tại, Thư viện Quan Huyên gần như đã trở thành một hệ nhất thống to lớn trong vũ trụ. Chính vì như vậy, tín ngưỡng chi lực mỗi thời mỗi khắc đều tăng lên với tốc độ vô cùng kinh khủng. Ánh mắt Diệp Huyên đầy vẻ tang thương. Hắn chưa từng nghĩ lần này lại tu hành lâu như vậy. Lần này, hắn lại lĩnh ngộ càng nhiều hơn. Nhìn lại quá khứ, hướng tới tương lai. Một lúc lâu sau, Diệp Huyên chậm rãi đứng dậy, hắn nhìn xung quanh, chỉ im lặng. Nghìn năm. Hắn không ngờ. Bản thân lại ở trong tháp tu hành, mà có thể tu hành đến 1.000 năm. Ông ta cũng tu luyện hơn 1.000 năm rồi. Diệp Huyên nhìn vô biên chủ, không làm phiền đối phương, hắn rời khỏi tháp nhỏ. Họp. Trong điện Quan Huyên, Diệp Huyên tập trung toàn bộ người của nội các. Hiện tại thành viên chủ yếu của nội các là Lý Bán Chi, Tín Công Chúa, A Nhiễm, Nguyệt Hoàng, Thái Sơ Tịnh. Diệp Huyên nhìn mọi người trong sân. Sau đó nói, gọi mọi người đến đây, là có chuyện muốn thông báo với mọi người. Ta muốn đến thế giới hư chân. Đến thế giới hư chân. Nghe vậy, mọi người trong điện đều im lặng. Rõ ràng, đều đã đoán trước. Lúc này, A Nhiễm bỗng nói, sẽ quay lại không? Diệp Huyên cười nói, có. Hắn cũng không nghĩ là đi rồi không về nữa. Hắn là đi dạo chơi, không phải đi để chết. Nghe vậy, A Nhiễm khẽ gật đầu, vậy thì tốt. Diệp Huyên nhìn mấy người trong điện, sau đó cười nói, sau khi ta đi, chuyện của Thư viện Quan Huyên, sẽ giao cho nội các xử lý. Tín công chúa bỗng lên tiếng, nếu có chuyện không thể quyết định thì sao? Nghe thế, mọi người đều nhìn Tín công chúa. Câu này chính là câu hỏi lớn. Nếu gặp phải chuyện mà nội các không thể quyết định, Diệp Huyên cho hỏi một người trong đó. Vậy người đó chính là người đứng đầu rồi. Diệp Huyên nhìn Tín công chúa sau đó nói, nếu có chuyện không giải quyết được, các ngươi cứ bỏ phiếu quyết định. Hắn vẫn chưa định được người, hắn không hy vọng nội các sẽ có người trở thành lão đại. Tín công chúa khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Nguyệt Hoàng chợt hỏi, sau này chúng ta có phải chinh phục thế giới hư chân không? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, e là có hơi khó. Lời này vừa thốt ra, bầu không khí trong sân bỗng chốc trở nên vui vẻ hơn hẳn. Diệp Huyên lắc đầu cười, không biết. Mọi người đều cạn lời. Diệp Huyên cười nói, các vị, mọi người đều là công thần của thư viện, theo cá nhân ta hy vọng mọi người và thế lực sau lưng mọi người sẽ luôn vững mạnh, cũng hy vọng tự mọi người đều có kết cục tốt đẹp. Nhưng, tương lai có rất nhiều chuyện sẽ thay đổi, người cũng sẽ thay đổi. Vì vậy, ta kiến nghị với mọi người. Đừng quên sơ tâm, bởi vì tương lai có rất nhiều chuyện, cho dù là ta, cũng không thể khống chế được, thậm chí ở tương lai,
thư viện Quan Huyên có tồn tại hay không cũng chưa chắc. Mọi người đều im lặng. Diệp Huyên nói tiếp, mặc kệ thế nào, cũng hy vọng tất cả mọi người trong tương lai đều tốt đẹp. Các vị, bảo trọng. Nói xong, hắn đứng dậy đi ra ngoài. Mọi người nhìn Diệp Huyên trước mặt, vẻ mặt phức tạp. Kiếm chủ nhân gian Diệp Huyên. Mà lúc này, cũng chính thức mở ra thời đại kiếm chủ nhân gian. Cứ như vậy, Diệp Huyên biến mất trong tầm mắt mọi người. Lúc này, Lý Bán Chi khẽ nói, các vị, tương lai thư viện lúc này đều nằm trong tay chúng ta. Mọi người đều im lặng. Lý Bán Chi lại nói, vấn đề nội bộ mà viện trưởng nhắc lúc nãy, ta cảm thấy đây là một vấn đề rất lớn, hiện tại trước mắt thư viện không có thiên địch, vì vậy, nếu có xảy ra vấn đề, nhất định là vấn đề từ trong nội bộ. Suy nghĩ của ta rất đơn giản, nghiêm túc làm theo Quan Huyên pháp. Mọi người gật đầu, không dị nghị gì. Lý Bán Chi lại nói, còn một vấn đề nữa, lúc trước ta giao cho viện trưởng, nhưng, hắn bảo tự chúng ta giải quyết. Nói rồi, nàng ta nhìn Tín công chúa và Nguyệt Hoàng, giải tán quân đội. Lời này vừa thốt ra, mọi người đều ngây người. Ngay sau đó, bầu không khí trong điện bỗng có phần khác thường. Lý Bán Chi nói, không phải ta nhắm vào hai vị. Bây giờ, quân đội của thư viện Quan Huyên ta, hai bên gộp lại cũng gần đến hơn 400 vạn, mà chúng ta gần như đã nhất thống toàn vũ trụ rồi, quân đội khổng lồ như vậy, có nghĩa mỗi năm phải bỏ ra vô số quân phí. Khoản tiền này, rất lớn. Nguyệt Hoàng bỗng nói, chi tiêu quân phí, trước giờ đều do chúng ta tự giải quyết. Chúng ta, nội các cũng không làm được. Lúc này, Tín công chúa bỗng nói, vậy cứ cắt giảm bớt cho thỏa đáng đi. Nghe vậy, mọi người đều nhìn Tín công chúa khẽ cười, quả thực có hơi nhiều. Mọi người đều có chút bất ngờ. Tín công chúa nói tiếp, các vị, quân vụ bận rộn, ta không ở lại thêm với mọi người nữa. Chuyện giải tán quân đội, mọi người yên tâm, ta sẽ chủ động cắt giảm một phần. Nói xong, nàng ta đứng dậy rời đi. Lý Bán Chi nhìn Tín công chúa, không nói gì. Người này, chắc chắn là quyền thần đứng đầu thư viện hiện tại. Cũng may có Nguyệt Hoàng kiềm chế. Lúc này, Nguyệt Hoàng cũng đứng dậy rời đi. Trong điện, Lý Bán Chi khẽ lắc đầu, không nói gì. Hiện tại nàng ta có chút hối hận rồi. Ban đầu bản thân nên tạo một đội quân, có quân đội trong tay, nói chuyện mới có khí thế. Thái Sơ Tịnh thì cảm thấy không sao cả, dù sao theo nàng ta thấy, chỉ cần Diệp Huyên còn thì thư viện sẽ không loạn. Cổ Nhiễm bây giờ cũng không nghĩ nhiều như vậy, nàng ta chỉ có một suy nghĩ, chính là thế giới hư chân là nơi thế nào. Có xa hay không? Bên ngoài điện, Nguyệt Hoàng đuổi theo Tín công chúa. Nguyệt Hoàng nhìn Tín công chúa, ta khá bất ngờ đấy. Tín công chúa hỏi ngược lại, chuyện giải trừ quân đội nếu là do hắn lên tiếng, ta sẽ lập tức giải tán toàn bộ đội quân, hoặc là trực tiếp giao quyền kiểm soát quân đội cho nội các. Nguyệt Hoàng im lặng. Nếu Diệp Huyên đề xuất, cho dù là nàng ta thì cũng sẽ ngoan ngoãn làm như vậy. Nguyệt Hoàng bỗng nói, nếu hắn chết rồi, nhưng, con trai hắn còn, người sẽ cam nguyện giúp đỡ sao? Tín công chúa im lặng một lúc rồi cười nói, chuyện này không do ta quyết định. Mà là con trai hắn quyết định, có năng lực, đương nhiên cổ tộc ta sẽ phục, nếu không có năng lực, mà là một bao cỏ, thì ai sẽ phục? Người phục không? Nguyệt Hoàng im lặng, Tín công chúa cười nói, ván cờ của hai tộc chúng ta sẽ diễn ra trong tương lai. Người đời sau của hắn thông minh, có tư cách, có tầm nhìn, thì người đó có thể thắng. Bởi vì nếu ta đoán không nhầm, thì người đời sau của hắn, nhất định là nuôi thả, sẽ quật cường từ nhỏ. Nói xong, nàng ta quay người rời đi. Linh độ giới. Diệp Huyên lại đến linh độ giới, hắn đi thẳng đến Thái Sơ thần thụ. Đi thẳng đến thế giới hư chân. Đây chính là mục tiêu lần này của hắn. Mà lần này, hắn chỉ dẫn theo Vô Biên Chủ và An Lan Tú. Còn binh lính mà An Lan Tú dẫn dắt, thì hắn giao cho nội các. Diệp Huyên nhìn xung quanh, trước lúc rời đi. Hắn còn muốn đánh một trận với tộc trưởng Thái Sơ thần tộc. Hắn muốn xem tu luyện nghìn năm, thực lực bản thân đã đạt đến trình độ nào. Phải kiểm chứng thử. Mà ngay lúc này, tộc trưởng Thái Sơ thần tộc bỗng xuất hiện trước mặt hắn. Tộc trưởng Thái Sơ thần tộc nhìn Diệp Huyên,
không nói gì. Trăm năm trôi qua, ông ta biết, người đứng trước mặt mình đây có thể đã trở nên mạnh hơn rồi. Diệp Huyên cười nói, tộc trưởng Thái Sơ, đánh một trận đi. Tộc trưởng Thái Sơ thần tộc lại lắc đầu, nếu muốn đến thế giới hư chân, ta có thể giúp được ngươi, để ngươi đi lên. Diệp Huyên nói, đánh một trận. Tộc trưởng Thái Sơ thần tộc lập tức phòng bị trong lòng, ông ta nhìn Diệp Huyên, đánh gì? Không đánh. Nói xong, ông ta lập tức biến mất. Diệp Huyên cạn lời. Sao ngươi lại không đánh vậy chứ? Ngươi không đánh thì ông đây sao ra vẻ được? Thấy tộc trưởng Thái Sơ tộc biến mất hoàn toàn, Diệp Huyên cũng không biết phải nói gì. Đánh không được rồi. Hắn đi đến phía Thái Sơ thần thụ, rất nhanh sau đó, hắn đến trước Thái Sơ thần thụ, nhìn Thái Sơ thần thụ ở khoảng cách gần, càng cảm thấy kinh ngạc hơn. Cây tre khuất mặt trời, toàn thân màu vàng kim, giống như bảo vật vậy, mỗi một phiến lá cũng đều là màu vàng kim, vô cùng chói mắt. Chuyện quan trọng nhất là, thứ này ban phúc vô hạn. Đúng thật là muốn mang đi mà. Lúc này, Thái Sơ thần thụ trước mặt hắn bỗng nhiên khẽ động, sau đó, dưới chân hắn chợt có một luồng sáng vàng rọi lên, rất nhanh tiếp đó, thân thể hắn cũng từ từ bay lên. Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt. Cảm giác bay lên. Lúc này, hắn nhìn tộc trưởng Thái Sơ thần tộc ở phía xa, có thể để cây này ban phúc cho ta một lần trước lúc đi không? Tộc trưởng Thái Sơ thần tộc quay người rời đi. Diệp Huyên. Rất nhanh sau đó, Diệp Huyên đã lên đến bầu trời, mà lúc này, hắn cúi người nhìn xuống, nhìn thấy hết Thái Sơ thần thụ vào mắt. Thái Sơ thần thụ này, vẫn tráng lệ như cũ. Lúc này, thời không trên đầu Diệp Huyên bỗng nứt ra, tiếp đa, Diệp Huyên lập tức biến thành một luồng kiếm quang xuyên vào khe nứt. Thấy vậy, vẻ mặt tộc trưởng Thái Sơ thần tộc ở bên dưới bỗng nhẹ nhõm. Tên tai họa này cuối cùng cũng đi rồi. Lúc này, Thái Sơ thần thụ kia bỗng nhiên khẽ chuyển động, tiếp đó, một luồng hơi thở hung tà kinh người bỗng nhiên tuôn ra từ Thái Sơ thần thái. Thấy vậy, vẻ mặt tộc trưởng Thái Sơ thần tộc bỗng chốc thay đổi. Chẳng lẽ phong ấn xuất hiện vấn đề rồi sao? Rất nhanh sau đó, Thái Sơ thần thụ từ từ khôi phục lại bình thường. Thấy thế, tộc trưởng Thái Sơ thần tộc lập tức thở phào. Một lúc sau, Diệp Huyên đến một nơi trong tinh không, cả tinh không vô biên vô tận, một vùng tĩnh mịch, ở xung quanh có một vài thi thể trôi lơ lửng. Lúc này, An Lan Tú xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên. Nàng ta nhìn xung quanh, khẽ nói, nơi này là... Diệp Huyên khẽ nói, nơi này, có lẽ là con đường hư chân thông thẳng đến thế giới hư chân. Nói rồi, hắn nhìn nơi cuối tinh không, nghe nói tiên tổ Thái Sơ thần tộc ở trên rồng hư chân này, không biết có phải thật không? An Lan Tú khẽ nói, cẩn thận. Diệp Huyên gật đầu. Hai người đi sâu vào trong tinh không, trên đường, có thể dễ dàng bắt gặp thi thể trôi nổi. Nhìn những thi thể kia, Diệp Huyên chỉ im lặng. Hắn biết, đây có thể là những cao thủ trước kia từng xông pha đến con đường hư chân. Ngay lúc này, tinh không sâu thẳm trước mặt hai người đột nhiên vang lên tiếng nổ lớn, ngay sau đó, một làn sóng kinh khủng bỗng tràn đến. Diệp Huyên nheo mắt, xòe bàn tay, một luồng kiếm ý bay ra. Bù! Làn sóng mạnh mẽ kia thoáng chốc đã bị kiếm ý đánh vỡ. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn tinh không sâu thẳm, ngay lúc này, một người đàn ông tóc dài đột nhiên lao đến trước mặt Diệp Huyên và An Lan Tú. Nhìn thấy hai người, người đàn ông tóc dài khẽ nhíu mày, ông ta quan sát hai người, sau đó nói, từ bên dưới đến. Diệp Huyên gật đầu. Người đàn ông tóc dài nhìn Diệp Huyên, đến thế giới hư chân. Diệp Huyên gật đầu, đúng. Vẻ mặt người đàn ông tóc dài lập tức trở nên kỳ lạ. Diệp Huyên hỏi, các hạ đến từ thế giới hư chân. Người đàn ông tóc dài gật đầu, đúng. Diệp Huyên nhíu mày, bên đó hiện tại rất loạn sao. Người đàn ông tóc dài khẽ nhếch miệng cười, không nói chuyện. Diệp Huyên nhìn đối phương, sau đó đưa An Lan Tú đi vào tinh không sâu thẳm. Lúc này, người đàn ông tóc dài bỗng cười nói, đạo hữu, có thể cho ta mượn chút tiền tiêu không? Diệp Huyên quay đầu nhìn người đàn ông tóc dài, người đàn ông tóc dài nhếch miệng cười, giang hồ cứu cấp mà. Diệp Huyên cười nói, nếu ta không cho mượn thì sao?
Người đàn ông tóc dài chớp mắt, vậy ta tự mình lấy. Vừa dứt lời, ông ta đột nhiên biến mất. Ầm. Một luồng sáng đen lao về phía Diệp Huyên, luồng sức mạnh kinh người trực tiếp khiến cả tinh không sôi sục. Vẻ mặt Diệp Huyên bình tĩnh, nâng tay đánh ra một kiếm. Ầm. Một luồng kiếm quang bùng nổ, chớp mắt, người đàn ông tóc dài lập tức bị đánh bay mấy nghìn trượng. Mà khi hắn vừa dừng lại, một thanh trường thương đã phá không lao đến. Ầm. Người đàn ông tóc dài lại lùi mạnh về sau. Sau khi dừng lại, người đàn ông tóc dài nhìn tay phải mình, trong lòng bàn tay phải ông ta có một vết kiếm rất sâu. Người đàn ông tóc dài kinh sợ trong lòng, ông ta nhìn Diệp Huyên kiếm tu. Diệp Huyên bước một bước lên trước. Bù. Một thanh kiếm phá không xuyên tới. Bù. Thời không trong sân lập tức bị một kiếm này mạnh mẽ xé rách. Ở phía xa, ánh mắt người đàn ông tóc dài chợt thay đổi, ông ta siết chặt tay phải, sau đó đánh mạnh một quyền về trước. Ầm ầm. Một vùng kiếm quang và một luồng sức mạnh kinh người bỗng bùng nổ. Thoáng chốc, người đàn ông tóc dài lập tức bị đánh lùi đến vạn trượng, mà khi ông ta vừa dừng lại, một thanh trường thương phá không xuyên tới. Ánh mắt người đàn ông tóc dài thay đổi, hai tay chắn ngang để ngăn lại. Ầm. Tiếng nổ vang vọng khắp nơi, người đàn ông tóc dài bỗng chốc bay đi, mà khi ông ta còn chưa dừng lại thì một thanh phi kiếm lại chém đến. Ầm. Một vùng kiếm quang nổ tung, thân xác người đàn ông tóc dài lập tức nổ tung, hóa thành hư vô. Người đàn ông chỉ còn lại linh hồn kinh sợ, vội nói, đợi. Phù. Một thanh trường thương và một thanh kiếm lập tức xuyên qua giữa trán ông ta. Ánh mắt người đàn ông tóc dài thay đổi, lập tức sững sờ tại chỗ. Diệp Huyên vung tay áo, kiếm thanh huyên trực tiếp hấp thụ linh hồn đó. Diệp Huyên xòe tay, kiếm thanh huyên bay về trong tay hắn. Diệp Huyên nhìn An Lan Tú, ánh mắt có chút kinh ngạc. Hắn phát hiện, thực lực An Lan Tú cũng mạnh đến mức độ này rồi. An Lan Tú đi đến bên cạnh hắn, thế nào? Diệp Huyên khẽ cười, Tiểu An, nàng rất mạnh. An Lan Tú gật đầu, cũng khá. Diệp Huyên cười ha ha, đi, đi đến con đường hư chân. An Lan Tú gật đầu. Hai người đi về phía xa, trên đường, An Lan Tú khẽ nói, chúng ta có thể giết đến thế giới hư chân sao? Diệp Huyên cười nói, có thể. An Lan Tú nhìn Diệp Huyên cười ha ha, đi. Vừa dứt lời, hai người lập tức hóa thành một luồng sáng quang biến mất nơi cuối tinh không. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyên và An Lan Tú dừng lại, trước mặt bọn họ không xa, có một người giáp đen đang đứng, người giáp đen tay cầm trường thương, giống như một pho tượng đứng sừng sững nơi đó. Lúc này, người giáp đen chậm rãi mở mắt. Hắn ta nhìn Diệp Huyên, đường này không thông. Diệp Huyên cười nói, người biết ta là ai không? Người giáp đen nhìn Diệp Huyên, vô dựa dẫm. Vẻ mặt tươi cười của Diệp Huyên cứng đờ. Chết tiệt! Vẻ mặt Diệp Huyên vô cùng khó coi. Chết tiệt! Vô dựa dẫm! Ông đây nổi danh vậy sao? Thấy vẻ mặt Diệp Huyên, An Lan Tú lắc đầu khẽ cười, nàng ấy kéo tay Diệp Huyên, không nói gì. Người giáp đen nhìn Diệp Huyên chằm chằm, ta có thể nhìn thấy thế giới bên dưới. Diệp Huyên nhíu mày, ngươi là người bảo vệ của thế giới hư chân. Người giáp đen gật đầu. Diệp Huyên không hiểu, tại sao lại để người của thế giới hư chân xuống, nhưng lại không cho người nơi này lên. Người giáp đen im lặng một lúc rồi nói, đi xuống, bình thường rất mạnh, không ngăn được, đi lên, bình thường đều khá yếu, dễ ức hiếp. Nghe vậy. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ. Câu trả lời này trực tiếp khiến hắn cũng hết cách. Người giáp đen nhìn Diệp Huyên, đấu đơn. Diệp Huyên lắc đầu, ta muốn hai đánh một. Nói rồi, hắn bỗng biến mất tại chỗ. Người giáp đen nheo mắt, tay phải cầm thương đâm về phía trước. Ầm ầm. Một thương này đâm ra, cả tinh hà lập tức sôi sục. Mà lúc này, kiếm của Diệp Huyên chém thẳng vào mũi thương người giáp đen. Ầm. Trường thương rung lên, người giáp đen lùi mạnh về sau, mà trong lúc lùi lại, một thanh trường thương lại phá không bay đến. Ánh mắt người giáp đen thay đổi, hắn cầm thương chắn ngang. Bịch! Một luồng thương mang nổ tung, cả người hắn ta lập tức bị đánh bay mấy vạn trượng.
mà khi hắn ta vừa dừng lại, một thanh phi kiếm bỗng nhiên chém tới. Ầm. Người giáp đen bỗng chốc lùi mạnh, mà lần này, giáp đen trên người hắn ta đã xuất hiện vết nứt. An Lan Tú lại ra tay lần nữa, lúc này, người giáp đen bỗng run giọng nói, đại ca, đừng đánh nữa. Người mình cả. Người mình. Diệp Huyên và An Lan Tú đều ngây người. Người giáp đen run giọng nói, đại ca, ta cũng đến từ thế giới bên dưới. Diệp Huyên nhíu mày, đến từ thế giới bên dưới. Người giáp đen vội nói, đúng vậy, đúng vậy. Diệp Huyên nhìn người giáp đen chằm chằm, vậy ngươi ở đây làm gì? Người giáp đen run giọng nói, phía trước không qua được. Ta đành ở đây xem có thể cướp ít linh phẩm hay gì không. Diệp Huyên đen mặt. Mẹ nó. Ngươi đúng là biết đùa thật. Người giáp đen nói, phía trước chính là cấm địa hư chân, sau cấm địa mới là con đường hư chân thật sự. Ngươi nhìn những thi thể kia, đều là trôi từ cấm địa hư chân ra đấy. Nơi đó, thật sự rất kinh khủng, không đi được. Diệp Huyên nhìn phía xa, nhíu mày, cấm địa hư chân. Người giáp đen gật đầu, đúng vậy, nơi đó cực kỳ khủng khiếp. Diệp Huyên nói thử xem. Người giáp đen trầm giọng nói, cụ thể thì ta không rõ, dù sao thì người đi vào căn bản đều chết cả. Theo ta đoán, nơi đó có khả năng có một vị đại lão. Diệp Huyên và An Lan Tú đưa mắt nhìn nhau, Diệp Huyên cười nói, đi. An Lan Tú gật đầu. Hai người đi về phía xa, người giáp đen do dự chốc lát rồi nói, các ngươi muốn đi. Diệp Huyên nhìn người giáp đen, ngươi không thấy bọn ta rất mạnh sao? Vẻ mặt người giáp đen cứng đờ. Mẹ nó! Ngươi đang ra vẻ sao? Diệp Huyên cười ha ha, sau đó đưa An Lan Tú biến mất khỏi nơi không xa. Người giáp đen đứng tại chỗ do dự chốc lát rồi đi theo. Rất nhanh sau đó, Diệp Huyên và An Lan Tú đã đến một dòng sông màu đen, mà bên dòng sông, một vùng tối mịt, ngay cả ánh sao cũng không thể xuyên qua. Cấm địa hư chân. Diệp Huyên thả thần thức ra, thế nhưng, thần thức vừa đến cấm địa hư chân thì đã lập tức bị một luồng sức mạnh thần bí xóa bỏ. Không vào được. Diệp Huyên nhíu chặt mày. Lúc này, An Lan Tú bỗng nói, chém giết đi vào. Diệp Huyên gật đầu, hai người lập tức biến mất tại chỗ. Ầm. Một lúc sau, khu cấm địa hư chân kia lập tức sôi sục, từng luồng sức mạnh kinh khủng liên tục chấn động. Cảnh tượng ấy khiến người giáp đen vội chạy đến từ phía sau nhìn thấy, sắc mặt cũng nghiêm trọng. Cấm địa hư chân. Lúc này, vẻ mặt Diệp Huyên và An Lan Tú vô cùng nghiêm trọng. Trước mặt hai người, có một người đầu trâu khổng lồ đang đứng, người đầu trâu khổng lồ này cao mấy chục trượng, tay cầm một cây rìu khổng lồ, hai mắt đỏ rực, trên người quấn từng sợi dây xích đỏ như máy, hơi thở tỏa ra đủ chấn động cả một vùng trời. Quá mạnh. Vẻ mặt Diệp Huyên bình tĩnh, hơi thở người đầu trâu khổng lồ này, đã vượt xa đại tế sư từng được ban phước vô số lần kia. Người đầu trâu nhìn Diệp Huyên bên dưới, cảm giác áp lực kinh người bỗng đè ép Diệp Huyên. Lúc này, Diệp Huyên bỗng nói, ra tay. Vừa nói xong, hắn bỗng chốc biến thành một luồng kiếm quang biến mất tại chỗ. Còn An Lan Tú cũng biến mất theo. Lúc này, người đầu trâu đột nhiên đập mạnh rìu xuống dưới. Ầm. Vừa đập xuống, một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa bỗng chốc lan ra. Rầm rầm. Luồng kiếm quang và thương mang vỡ tung, Diệp Huyên và An Lan Tú liên tục lùi về sau, vừa lui, hai người lập tức bị đẩy lùi đến cấm địa hư chân. Ở bên ngoài, sau khi Diệp Huyên dừng lại, tay phải hắn lập tức nứt ra, cả cảnh tay tuôn đầy máu. Khóe miệng An Lan Tú cũng chảy cả máu tươi. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Ánh mắt đầy vẻ kinh sợ. Sức mạnh quá kinh khủng. Diệp Huyên nhìn cấm địa hư chân kia, khẽ nói, chẳng trách nhiều người phải dừng bước như vậy. Thực lực người đầu trâu, quả thực quá kinh khủng, so với đại tế sư được ban phúc còn mạnh hơn rất nhiều. Lúc này, người đàn ông giáp đen đi đến, hắn ta nhìn hai người, sau đó nói, lợi hại không? Diệp Huyên nhìn người đàn ông giáp đen, người ở đây bao lâu rồi? Người đàn ông khẽ nói, chắc là hơn nghìn vạn năm rồi. Diệp Huyên nói, ngươi không cô độc sao? Vẻ mặt người đàn ông giáp đen cứng đờ, một lúc sau,
Hắn ta lắc đầu, cô độc thì sao chứ? Diệp Huyên hỏi, người biết lai lịch người đầu trâu kia không? Người đàn ông giáp đen lắc đầu, không biết, ta chỉ biết trước lúc ta đến thì nó đã ở đây rồi. Diệp Huyên im lặng một lúc, hắn nhìn An Lan Tú, đánh tiếp. An Lan Tú gật đầu. Hai người lập tức tiến vào cấm địa hư chân kia, rất nhanh sau đó, bên trong lại vang lên tiếng nổ vang trời, luồng sức mạnh kinh người rung chuyển cả thế giới bên ngoài, cực kỳ đáng sợ. Không lâu sau, Diệp Huyên và An Lan lại bị đẩy lùi. Lúc này, khóe miệng hai người đã chảy cả máu. Diệp Huyên nhìn bàn tay hắn không kiềm được run rẩy, sau đó nhìn An Lan Tú, vào tháp. Nói xong, hai người lập tức tiến vào trong tháp nhỏ. Người giáp đen đứng tại chỗ ngây người. Tu luyện. Trong tháp nhỏ, chớp mắt đã trôi qua nghìn năm. Mà ở bên ngoài thì đã trôi qua trăm ngày. Lúc này, Diệp Huyên và An Lan Tú xuất hiện trong sân, hai người đưa mắt nhìn nhau, sau đó trực tiếp xông vào cấm địa hư chân kia. Trong địa hư không, Diệp Huyên xòe tay, chớp mắt, vô số kiếm ý nhân gian ngưng tụ trong tay hắn như dòng nước cuốn, kiếm ý nhân gian mạnh mẽ phủ khắp đất trời, cực kỳ đáng sợ. Người đầu trâu nhìn Diệp Huyên bên dưới, mà lúc này, Diệp Huyên bỗng điểm tay chém xuống. Bù! Một tiếng kiếm bỗng vang lên khắp trời. Tiếp đó, mấy trăm vạn kiếm ý chém thẳng vào người khổng lồ đầu trâu. Mà lúc này, An Lan Tú bỗng hóa thành một luồng thương mang biến mất tại chỗ. Bù! Trong sân, thời không lập tức vỡ nứt. Mà ngay lúc này, người khổng lồ đầu trâu kia bỗng vung mạnh dìu về phía trước, vừa vung xuống, thời không xung quanh lập tức gấp khúc, sau đó vỡ nát ngay lập tức, sức mạnh kinh người tự bùng nổ tựa như núi lửa tuôn trào. Rầm rầm! Tiếng nổ rền trời vang lên khắp nơi, toàn bộ cấm đại hư chân bỗng chốc sôi sục, sau đó bị chôn vùi từng chút một. Rầm. Lúc này, lại một tiếng nổ vang lên, bấy giờ, Diệp Huyên và An Lan Tú liên tục lùi về sau, hai người vừa lùi, đã lùi thẳng đến bên ngoài cấm địa hư chân. Diệp Huyên nhìn kiếm Thanh Huyên đang rung chuyển trong tay, chỉ im lặng. Người khổng lồ đầu trâu này quá mạnh. Diệp Huyên quay đầu nhìn An Lan Tú. An Lan Tú bình tĩnh nói, vào tháp. Vào tháp. Hai người lập tức đi vào tháp nhỏ. Lúc này, Tiểu Bút khẽ nói, tháp nhỏ cuối cùng cũng có giá trị rồi. Tiểu tháp. Hiện tại, Diệp Huyên cũng xem như thực sự để tâm vào chuyện tu luyện rồi. Chuyện của thư viện, coi như hắn đã hoàn toàn buông tay rồi. Bởi vì thư viện đã vào guồng hoạt động, ít nhất một thời gian dài trong tương lai cũng sẽ không xảy ra đại loạn. Tu luyện bao nhiêu năm tháng, chớp mắt nghìn năm đã qua. Lần này, sau khi Diệp Huyên và An Lan Tú xuất hiện lần nữa thì Diệp Huyên trông có phần tang thương hơn. Mà thế giới bên ngoài, chẳng qua chỉ mới trôi qua 100 ngày. Diệp Huyên nhìn An Lan Tú bên cạnh, An Lan Tú bình tĩnh nói, đi. Hai người đồng thời biến mất, khi xuất hiện lại, thì đã đến cấm địa hư chân. Nhìn thấy Diệp Huyên và An Lan Tú. Người khổng lồ đầu trâu cũng đau cả đầu. Diệp Huyên không nói rông dài, hắn xòe tay kiếm. Vừa dứt lời, trong chớp mắt, vô số kiếm ý nhân gian ngưng tụ về phía hắn tự như sóng nước. Trăm năm trôi qua, kiếm ý nhân gian của hắn không thể so với trăm năm trước, kiếm ý nhân gian hùng mạnh vừa xuất hiện trong sân, một luồng kiếm thế kinh khủng đã lập tức bao phủ người khổng lồ đầu trâu. Cuối cùng ánh mắt người khổng lồ đầu trâu cũng có chút nghiêm trọng. Hắn ta có thể cảm nhận được, tên loài người trước mắt này mạnh hơn rất rất nhiều. Làm sao tu luyện được vậy? Người khổng lồ đầu trâu nghi hoặc trong lòng, hai người loài người này, mỗi lần biến mất trăm năm, sau khi quay lại, thực lực đều trở nên mạnh bất ngờ, chuyện này rất kỳ lạ. Lúc này, Diệp Huyên bỗng nhiên lao về phía trước, chớp mắt, vô số kiếm ý nhân gian lập tức hóa thành từng luồng kiếm quang chém về phía người khổng lồ đầu trâu. Mà gần như là đồng thời, An Lan Tú cách đó không xa cũng biến mất theo. Hai người cùng ra tay. Nhìn thấy kiếm ý nhân gian vô biên vô tận chém đến, ánh mắt người khổng lồ đầu trâu bỗng có chút hung tàn, sau đó nâng dìu lên vung về phía trước. Vừa vung lên, lập tức đã hủy diệt đất trời. Rầm rầm. Một tiếng nổ vang vọng khắp nơi, vô số kiếm quang tan vỡ, nhưng toàn thân người khổng lồ đầu trâu kia lại xuất hiện tầng tầng vết chém. Máu tươi không ngừng tuôn ra,
Đồng thời, sau khi một thương của An Lan Tú đâm tới, nó lập tức bị đẩy lùi liên tục, bay ra đến mấy nghìn trượng. Rất nhanh sau đó, trong sân lại khôi phục bình thường. Mà lúc này, khóe miệng Diệp Huyên lại từ từ chảy ra máu, khóe miệng An Lan Tú cũng chảy dòng máu tươi. Còn người khổng lồ đầu trâu lần này cũng bị thương nặng, khắp người đều là máu, vết kiếm chẳng chịt. Diệp Huyên và An Lan Tú nhìn nhau, Diệp Huyên nhìn người khổng lồ đầu trâu, nói, người đợi đi. Nói xong, hai người quay người định rời đi. Mà ngay lúc này, người khổng lồ đầu trâu bỗng nói, đừng chơi như vậy. Các ngươi qua đi. Diệp Huyên. Nghe vậy, Diệp Huyên sửng sốt. An Lan Tú cũng hơi kinh ngạc. Người khổng lồ đầu trâu nói, các ngươi đi qua đi. Diệp Huyên không hiểu, vì sao? Người khổng lồ đầu trâu trầm giọng nói, ta chỉ là một người trông đường, không cần thiết phải đánh đổi mạng sống để trông đường. Diệp Huyên im lặng. Người khổng lồ đầu trâu lại nói, các ngươi đi qua đi. Diệp Huyên do dự chốc lát, sau đó nói, lão Ngưu, sau khi qua rồi, có phải còn có cao thủ nguy hiểm hơn không? Người khổng lồ đầu trâu lắc đầu, không biết. Diệp Huyên nhíu mày, ngươi không biết. Người khổng lồ đầu trâu gật đầu, ta chỉ phụ trách trông coi nơi này, nơi khác không thuộc quyền quản lý của ta. Diệp Huyên trầm giọng nói, vì sao ngươi cam tâm tình nguyện bị kẹt ở nơi này? Lão Ngưu thoáng nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, đương nhiên là bọn họ trả tiền cho ta rồi. Diệp Huyên sửng sốt. Trả tiền. Lão Ngưu nói, lẽ nào ngươi cho rằng bọn họ không phát tiền lương? Hàng năm lão Ngưu ta đều có trăm vạn viên hư chân tinh, cho dù ở thế giới hư chân, lão Ngưu ta cũng coi như là phú hào một phương. Hư chân tinh. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó nói, có thể cho ta xem hư chân tinh không? Lão Ngưu mở bàn tay ra, một viên hư chân tinh bay đến trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên thoáng nhìn, tinh thạch này to chừng nắm đấm, toàn thân mang màu tím vàng, ẩn chứa năng lượng cực kỳ kinh khủng. Đồ tốt! Diệp Huyên thầm khen ngợi, thứ đồ chơi này tinh khiết hơn tinh thạch ở thế giới bên dưới rất nhiều, hơn nữa, trong này còn ẩn chứa hư chân chi lực. Rất tinh khiết! Diệp Huyên thoáng nhìn Ngưu đầu nhân, sau đó nói, lão Ngưu, mỗi năm ngươi đều có trăm vạn viên hư chân tinh. Ngưu đầu nhân gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên im lặng. Mẹ nó. Hắn cũng muốn làm việc rồi. Công việc này đúng là dễ kiếm tiền. Lão Ngưu lại nói, ta chính là một người trông đường, không cần thiết phải liều mạng, ngươi đi tiếp đi. Đằng sau là biển hư chân, chỗ kia rất không đơn giản, đương nhiên, hai người các ngươi cũng không đơn giản, ngươi đến liều mạng với bọn họ đi. Lão Ngưu ta muốn nghỉ ngơi một lát. Nói xong, hắn ta đi sang bên cạnh. Diệp Huyên không nói gì. Đương nhiên, bọn họ cũng không liều chết với con trâu này, dù sao người ta đã như vậy rồi. Nếu như còn liều chết với người ta, quả thật hơi quá đáng. Hai người chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Dọc đường đi, Diệp Huyên khẽ nói, ta cảm thấy thế giới hư chân này rất không đơn giản. Bây giờ hắn phát hiện. Có lẽ thế giới hư chân cũng là một thế lực, hoặc là nói, một thế lực khổng lồ thống trị thế giới hư chân. Mẹ nó! Còn phát tiền lương! Hơn nữa còn phát nhiều như vậy! Đúng là không theo lẽ thường! An Lan Tú khẽ nói, quả thật không đơn giản. Nói xong, nàng nhìn Diệp Huyên, huynh sợ không? Diệp Huyên cười ha ha, Thanh Nhi cũng đã giết loạn trên đó rồi, ta còn sợ quái gì? Khỏi phải nói, hắn thật sự không sợ. An Lan Tú mỉm cười, đi thôi. Hai người gật đầu. Không lâu sau, hai người đến một vùng biển. Diệp Huyên nhìn vùng biển trước mặt, chân mày cao lại, vùng biển trước mặt vô biên vô tận, sóng biển cuồn cuộn, dường như sâu dưới đáy biển có sinh vật mạnh mẽ. Diệp Huyên khẽ nói, đi. Nói xong, hắn hơi suy nghĩ, ngự kiếm bay lên, đi cùng An Lan Tú tới mặt biển. Mà ngay sau đó, nước biển đột nhiên tách ra, một con rồng màu đen to lớn xông ra khỏi mặt nước, trực tiếp mở cái miệng to như chậu máu, muốn cắn hai người Diệp Huyên. Diệp Huyên nheo mắt lại, chém xuống một nhát. Vèo. Một tia kiếm quang hung ác chém xuống, ầm ầm kiếm quang vỡ vụn, rồng đen lùi lại mấy ngàn trượng. Mà khi dừng lại, nó đột nhiên gầm thét, trong chốc lát, vô số nước biển nơi đây chợt trào dâng sóng cao vạn trượng.
Sắc mặt Diệp Huyên bình tĩnh, chỉ ngón tay ra, trong khoảnh khắc, mấy trăm vạn thành kiếm nhân gian phá không chém tới. Rào. Trong nháy mắt, sóng cao vạn trượng kia bị mấy trăm vạn thanh kiếm nhân gian chém vỡ, mà đúng lúc này, rồng lớn màu đen kia dứt khoát xông tới. Rầm rầm. Vô số kiếm nhân gian bị đánh bay. Mà lúc này, trong mắt Diệp Huyên lóe vẻ dữ tợn, cả người hắn run lên, trực tiếp hóa thành một luồng kiếm quang biến mất ngay tại chỗ. Vèo. Chân trời, một luồng kiếm quang vạn trượng bất chợt hung ác chém xuống. Uỳnh. Kiếm này vừa chém xuống, con rồng đen kia lập tức bị chém bay, mà đầu rồng của nó cũng bị nứt ra, vô số máu rồng phun ra ngoài. Gào. Rồng đen ngửa đầu gầm lên giận dữ, ngay sau đó, đuôi rồng của nó chợt quét về phía chân trời. Răng rắc. Vừa quét, thời không của vùng biển đen này đã vỡ vụn. Diệp Huyên và An Lan Tú đột nhiên biến mất. Vèo. Bất thình lình, trên người con rồng đen kia không ngừng xuất hiện những kiếm quang và thương mang. Vây công. Dưới vây công của hai người, con rồng đen to lớn kia liên tục bại lui. Mặc dù phòng ngự của nó rất biến thái, nhưng kiếm của Diệp Huyên càng kinh khủng hơn. Kiếm Thanh Huyên. Không gì không phá được. Thoáng chốc, con rồng đen kia không ngừng phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết, toàn thân nó không ngừng xuất hiện những vết kiếm, trong nháy mắt, máu tươi đã nhuộm đỏ mặt biển. Không biết qua bao lâu, con rồng đen kia đột nhiên lên tiếng, đợi đã. Đợi đã, không đánh nữa. Diệp Huyên và An Lan Tú dừng lại. Diệp Huyên nhìn rồng đen, trong mắt rồng đen chợt lộ vẻ kiêng dè, kiếm tu, đợi đã, không đánh nữa. Vẻ mặt Diệp Huyên bình tĩnh, không nói lời nào. Rồng đen trầm giọng nói, các ngươi đi qua đi. Diệp Huyên nói, có phải ngươi cũng lấy tiền lương? Rồng đen ngây người, sau đó sắc mặt chợt trở nên khó coi, mẹ nó. Con trâu kia còn cố ý thả các ngươi đến, tên khốn kiếp này. Diệp Huyên bình tĩnh nói, mỗi năm ngươi được bao nhiêu? Rồng đen thoáng nhìn Diệp Huyên, 150 vạn viên. Diệp Huyên nhíu mày, nhưng ta cảm thấy thực lực của ngươi không bằng con trâu kia. Sao được nhiều tiền hơn hắn ta? Rồng đen nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ta vẫn chưa khôi phục hình thái bản thể thật sự. Diệp Huyên hỏi, vậy vì sao ngươi không khôi phục hình thái bản thể thật sự? Rồng đen thản nhiên nói, mỗi năm ta chỉ được 150 vạn viên hư chân tinh, ngươi lại muốn ta liều mạng. Sao có thể như vậy được? Diệp Huyên im lặng. Mẹ nó. Các ngươi đều rất tiếc mạng. Rồng đen thoáng nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, kiếm tu loài người, nếu như trong tay ngươi không có thanh kiếm này, ngươi căn bản không làm gì ta được. Nó vẫn hơi không phục. Kiếm của kiếm tu này rất bất hợp lý. Có thể dễ dàng xé rách phòng ngự của nó. Diệp Huyên thoáng nhìn rồng đen, nếu ngươi không phục. Chúng ta có thể đánh lại lần nữa, nói thật, gần đây ta đang muốn tìm người đánh nhau. Rồng đen trầm giọng nói, vậy ngươi có thể không dùng kiếm của ngươi không? Diệp Huyên gật đầu, có thể, nhưng mà, ngươi có thể gỡ vảy trên người ngươi xuống không? Rồng đen nhìn chằm chằm Diệp Huyên, không nói lời nào. Diệp Huyên cười nói, ta là kiếm tu, ngươi không cho ta dùng kiếm, ngươi nghiêm túc sao? Rồng đen thản nhiên nói, vậy các ngươi đi qua đi. Rất rõ ràng, nó không muốn liều mạng. Diệp Huyên hơi tò mò, đằng sau là cái gì? Rồng đen thoáng nhìn Diệp Huyên, chẳng phải ngươi qua đó thì sẽ biết sao? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, ngươi có muốn kết một mối thiện duyên không? Rồng đen nhíu mày, kết mối thiện duyên. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Rồng đen hơi tò mò, kết như thế nào? Diệp Huyên nghiêm túc nói, ví dụ như, cho ta mượn một ít hư chân tinh, về sau ta để con trai ta trả lại ngươi. Này, ngươi đừng trưng ra vẻ mặt này, ta nói cho ngươi biết, về sau con trai ta rất trâu bò đấy. Thật đấy, ta có thể thề. Con trai. Rồng đen nhìn chằm chằm Diệp Huyên, không nói lời nào. Ánh mắt kia rất không thân thiện. Diệp Huyên im lặng. Hình như tên này không tin mình. Diệp Huyên nghiêm túc nói, ta cảm thấy ngươi thật sự có thể kết mối thiện duyên, bọn họ đều nói về sau con trai ta vô cùng lợi hại. Rồng đen trầm giọng nói, ta là rồng chứ không phải heo, trí thông minh của ta vẫn còn dùng được, hiểu không? Diệp Huyên nhún vai,
sau đó nhìn An Lan Tú, chúng ta đi thôi. Hai người gật đầu, sau đó đi về nơi xa. Rồng đen thoáng nhìn Diệp Huyên đã đi về nơi xa, lông mày khẽ nhíu lại, dường như nghĩ đến điều gì, nó đột nhiên nói, đợi đã. Diệp Huyên quay người nhìn rồng đen, làm gì? Rồng đen trầm giọng nói, có phải ngươi là Kháo Sơn Vương Diệp Huyên? Sắc mặt Diệp Huyên lập tức đen lại. Rồng đen nhìn Diệp Huyên, xem ra đúng là ngươi rồi. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, ta hơi không hiểu. Thế giới bên dưới của bọn ta và nơi này luôn có ngăn cách, sao các ngươi lại biết ta? Rồng đen nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ai không biết ngươi? Diệp Huyên không hiểu, vì sao? Rồng đen nói, ngươi đừng quan tâm chuyện này. Nói xong, đột nhiên có một vệt sáng vàng bay ra từ trong cơ thể nó, sau đó rơi xuống trước mặt Diệp Huyên, là một chiếc nhẫn chứa đồ. Trong nhẫn chứa đồ có 100 vạn viên hư chân tinh. Diệp Huyên sửng sốt. Rồng đen nói, ta cho ngươi mượn, nhưng mà, ngươi phải viết chứng từ cho ta, còn nữa, ngươi phải quay lại hình ảnh cho ta giữ lại. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, với nhân phẩm của ta, không cần phải làm như vậy đâu nhỉ. Rồng đen nhìn chằm chằm Diệp Huyên, trông ngươi không giống người có nhân phẩm tốt. Diệp Huyên đen mặt. Mẹ nó. Hừ. Diệp Huyên hít sâu một hơi, vì 100 vạn viên hư chân tinh này, hắn nhịn. Thế là, Diệp Huyên viết một tờ chứng từ, đồng thời quay một hình ảnh đưa cho rồng đen. Rồng đen khẽ gật đầu, dường như nghĩ đến điều gì. Nó hỏi, con của ngươi sẽ nhận món nợ này chứ? Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, đây là chuyện của ngươi và hắn. Nói xong, hắn kéo An Lan Tú quay người rời đi. Tại chỗ, sắc mặt của rồng đen kia càng đen hơn. Một lát sau, rồng đen lắc đầu, có một người cha như vậy, thảm quá đi. Nói xong, nó quay người chui vào trong biển sâu. Nơi xa, Diệp Huyên và An Lan Tú đi về nơi xa. Trên đường đi, An Lan Tú đột nhiên hỏi, huynh muốn sinh con trai với ai? Sắc mặt Diệp Huyên cứng đờ. An Lan Tú nhìn hắn, chờ đợi câu trả lời. Diệp Huyên cười nói, với nàng. Khuôn mặt An Lan Tú bỗng chốc đỏ bừng. Nhìn thấy An Lan Tú thẹn thùng, đáy lòng Diệp Huyên bỗng rung động, hắn khẽ ôm lấy eo thon của An Lan Tú, sau đó cúi người xuống hôn. Cơ thể yêu kiều của An Lan Tú khẽ run lên. Nhưng cũng không từ chối. Một lát sau, Diệp Huyên buông An Lan Tú ra, mỉm cười, trước kia chỉ quan tâm đến tu luyện. An Lan Tú khẽ tựa vào lồng ngực Diệp Huyên, nàng ôm chặt lấy Diệp Huyên, không nói lời nào. Diệp Huyên hít sâu một hơi, hắn ngẩng đầu nhìn về nơi xa, cuối tầm mắt mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa thành, cả tòa thành ẩn trong sương đen, trông vô cùng quỷ dị. Diệp Huyên cau mày lại. Sao con đường hư chân này lại không thiết thực như vậy? Đây không phải là chủ nhân bút đại đạo làm à? Một lát sau, hai người đi về phía tòa thành kia. Càng đến gần tòa thành, hai người càng nghiêm túc, bởi vì bọn họ đều cảm nhận được nguy hiểm. Ở nơi này, tất nhiên bọn họ không dám có chút chủ quan nào. Lúc này, trên tòa thành bỗng xuất hiện một cô gái mặc một chiếc váy dài đỏ thẫm, tóc dài đến eo. Dáng vẻ phi phàm, nhưng khuôn mặt lại cực kỳ xấu xí, cả khuôn mặt nàng ta chẳng chịt những vết dạn nhỏ bé, ngũ quan cũng siêu siêu vẹo vẹo, cực kỳ không hài hòa. Dáng người thiên sứ, khuôn mặt ma quỷ. Diệp Huyên cau mày lại, đại thần gì đây? Cô gái nhìn chằm chằm Diệp Huyên và An Lan Tú, trên mặt chợt nở nụ cười này thật sự khiến người ta sợ hãi. Nếu gặp phải thanh nhi váy trắng, e rằng cô gái này sống không quá một hiệp. Thanh Nhi váy trắng là một người yêu cái đẹp. Diệp Huyên nhìn cô gái, xưng hô thế nào đây? Cô gái đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, ngay sau đó, nàng ta chợt hóa thành một tia huyết mang biến mất tại chỗ. Diệp Huyên nheo mắt lại, ngón cái tay phải khẽ điểm ra. Bù! Kèm theo tiếng kiếm vang vọng, kiếm thanh huyết phá không bay ra. Quỳnh! Một tia huyết mang cứ thế mà bị kiếm thanh huyên chém ngay tại chỗ. Nhưng ngay sau đó, chỉ thấy cô gái kia trở tay bắt lấy thân kiếm Thanh Huyên, sau đó nàng ta bỗng ném về phía Diệp Huyên. Vèo! Trong nháy mắt, sức mạnh to lớn đánh vỡ thời không nơi đây. Diệp Huyên nheo mắt nhìn, hắn mở bàn tay ra,
kiếm Thanh Huyên run rẩy kịch liệt, trực tiếp đánh vỡ sức mạnh của nàng ta, sau đó trở về trong tay hắn. Mà lúc này, cô gái đã xông đến trước mặt Diệp Huyên, nhưng An Lan Tú cũng bất chợt đâm ra một thương. Cô gái bỗng nhiên biến mất. Một thương đâm vào không khí. An Lan Tú nheo mắt lại, cấp tốc xoay người tung ra một cú đấm. Ầm ầm. Một luồng huyết quang đột nhiên nổ tới, An Lan Tú lập tức bị đẩy lui ra ngoài ngàn trượng, mà sau khi đánh lui An Lan Tú, cô gái lại xoay người tung một cú đá. Bịch. Trong chớp mắt, cả người và kiếm của Diệp Huyên bị đánh bay ra ngoài ngàn trượng, mà lúc này, cô gái bỗng hóa thành tàn ảnh xông đến trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên nheo mắt nhìn, trong lòng hoảng hốt, tốc độ thật là khủng khiếp, lòng hắn hơi suy nghĩ, vô số kiếm ý nhân gian tuôn ra khỏi cơ thể hắn, nhưng tốc độ của cô gái kia còn nhanh hơn, trong khoảnh khắc kiếm ý nhân gian vừa xuất hiện, cô gái đã vung tay đấm lên trên kiếm Thanh Huyên của Diệp Huyên. Ầm. Trong nháy mắt, cả người đang cầm kiếm của Diệp Huyên bị đánh bay ra ngoài. Một phát đấm bay Diệp Huyên, sau đó cô gái xoay người, nhấc chân phải lên quét ngang một cái. Quỳnh. Trong nháy mắt, An Lan Tú bị đẩy lui ra ngoài ngàn trượng. Cứ như vậy, cô gái đánh phải đánh trái, hoàn toàn là đè Diệp Huyên và An Lan Tú ra đánh. Lấy một đánh hai, nàng ta lại hoàn toàn chế trụ Diệp Huyên và An Lan Tú. Tiểu tháp trong cơ thể Diệp Huyên trầm giọng nói, mẹ nó. Cô gái này khiến ta nghĩ đến An chủ mẫu. An chủ mẫu. An Lan Tịnh. Nữ võ thần đời thứ nhất. Tiểu bút khẽ nói, cô gái này quả thật đáng sợ, vậy mà võ đạo lại đạt đến trình độ này, đúng là không hợp thói thường. Tiểu tháp trầm giọng nói, cho dù là kiếm đạo hay là võ đạo, sau khi đạt tới cực hạn thì đều không hợp thói thường. Cô gái này, là người võ đạo thuần túy. Nơi đây, cho dù hai người Diệp Huyên và An Lan Tú hợp sức cũng hoàn toàn bị cô gái này áp chế, nhưng mà lúc này, hai người càng đánh càng hưng phấn. Loại chiến đấu này là thoải mái vui sướng nhất. Khoảng một canh giờ sau. Ầm ầm. Bất thình lình, kèm theo hai tiếng nổ vang dội khủng khiếp, Diệp Huyên và An Lan Tú đồng thời lùi về phía sau, hai người vừa lùi đã ra xa ngàn trượng. Mà lúc này, cô gái kia cũng đã xuất hiện trên tường thành nơi xa. Cô gái nhìn hai người, nhếch miệng cười một tiếng, sau đó không nói gì. Diệp Huyên nhìn cô gái, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Võ đạo của cô gái này quả thật khủng bố. Đặc biệt là võ ý của đối phương, vừa rồi kiếm ý nhân gian của hắn hoàn toàn bị võ ý của đối phương áp chế. Quả là không hợp thói thường. Trên tường thành, cô gái nhìn hai người Diệp Huyên, nàng ta đột nhiên lấy linh quả ra gặm. Diệp Huyên nhìn An Lan Tú, sắc mặt An Lan Tú âm trầm, đây là lần đầu tiên nàng bị người ta áp chế toàn diện về mặt võ đạo như vậy. Hơn nữa còn dưới tình huống hợp sức với Diệp Huyên. Diệp Huyên cười nói, là một chuyện tốt. Lần chiến đấu này, hắn rõ ràng nhận ra chỗ thiếu sót của mình. An Lan Tú khẽ gật đầu. Diệp Huyên nhìn cô gái kia, xưng hô với các hạ thế nào đây? Cô gái nhếch miệng cười, quỷ nữ. Quỷ nữ. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó hỏi, bên trên trả ngươi bao nhiêu tiền một năm? Quỷ nữ giơ một bàn tay lên, 500 vạn. 500 vạn. Diệp Huyên nhíu mày, trả lương cao như vậy, chính là để ngươi cản người ở chỗ này. Quỷ nữ lắc đầu, nàng ta chỉ vào trong thành, còn phải trấn áp thần linh. Trấn áp thần linh. Diệp Huyên chớp mắt nhìn, trong thành có thần linh. Quỷ nữ gật đầu, Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, nếu như ta đến ứng tuyển, bọn họ sẽ trả cho ta bao nhiêu tiền một năm. Quỷ nữ đánh giá Diệp Huyên, sau đó nghiêm túc nói, có lẽ cho thêm tiền cũng không được nhận. Diệp Huyên. Diệp Huyên mặt đầy vạch đen, ta yếu như vậy sao? Quỷ nữ lắc đầu, người không yếu, nhưng là, người không thể trấn thủ nơi này. Diệp Huyên khó hiểu, vì sao? Quỷ nữ suy nghĩ, sau đó nói, những thần linh kia rất mạnh, bọn họ rất giỏi mê hoặc, ta cảm thấy, người chống nổi mê hoặc. Diệp Huyên có chút tò mò, mê hoặc, phương diện nào. Quỷ nữ nhìn thấy Diệp Huyên, bọn họ thích dùng các kiểu mê hoặc, ví dụ như sắc đẹp. Diệp Huyên biểu cảm cứng đờ. Những thần linh này thật sự là quá xấu xa rồi. Quỷ nữ đột nhiên nhìn về phía An Lan Tú, nàng ta không tồi,
ngươi có muốn làm đồ đệ của ta không? Nghe vậy, vẻ mặt Diệp Huyên nhất thời trở nên cổ quái. Người này là muốn thu đồ đệ sao? An Lan Tú nhìn về phía quỷ nữ, ta có sư phụ rồi. Quỷ nữ khẽ gật đầu, có chút đáng tiếc nói, được rồi. Diệp Huyên nhìn thoáng qua quỷ nữ, sau đó nói, ngươi ngoài trấn thủ thần linh nơi này, còn ngăn cản cả người phía dưới à? Quỷ nữ nói, ta không ngăn cản, các ngươi muốn đến thế giới hư chân thì có thể đi, nhưng, ta không kiến nghị các ngươi đi. Diệp Huyên khó hiểu, vì sao? Quỷ nữ nghiêm túc nói, càng về sau, lại càng nguy hiểm, bây giờ các ngươi đi tiếp phía sau, sẽ càng ngày càng nguy hiểm, thật đấy. Diệp Huyên nhìn thoáng qua tòa thành phía sau kia, sau đó nói, phía sau còn có cái gì? Quỷ nữ trầm giọng nói, phía sau có thể còn một vài thần linh khiếm khuyết, bọn họ mới thật sự là nguy hiểm. Nếu hiện tại các ngươi gặp phải bọn họ, sẽ rất nguy hiểm. Diệp Huyên và An Lan Tú nhìn nhau. Thần linh. Lúc trước Diệp Huyên từng thấy trong nội bộ Thái Sơ thần thụ, Thái Sơ thần tộc cũng đang trấn áp thần linh. Diệp Huyên trầm giọng nói, thần linh, rốt cuộc là một sự tồn tại như thế nào? Quỷ nữ khẽ lắc đầu, cụ thể thế nào ta cũng không biết, ta chỉ biết, bọn họ quả thật rất mạnh rất mạnh. Đều rất khó đối phó. Diệp Huyên nhìn thoáng qua tòa cổ thành kia, sau đó nói, ta có thể nhìn xem không? Quỷ nữ suy nghĩ, sau đó gật đầu, được, các ngươi đi lên đi. Diệp Huyên nhìn thoáng qua quỷ nữ, tuy rằng quỷ nữ này diện mạo xấu xí. Nhưng tâm tư không xấu. Quả nhiên, nhìn người không thể trông mặt mà bắt hình dong. Diệp Huyên và An Lan Tú lên trên tường thành, hai người nhìn vào trong thành, bên trong cả tòa thành không có kiến trúc gì, chỉ có một quảng trường cực lớn, mà ở giữa quảng trường kia có một cái giếng to, mà ở bốn góc của miệng giếng kia có bốn xiềng xích màu đỏ máu to như bốn cột nhà, mà đầu kia của những xiềng xích kia lại khảm trên mặt đất, mà trên mặt đất đầy các loại phù văn nhỏ màu đen quỷ dị. Quỷ nữ chỉ miệng giếng kia, bọn họ ở ngay trong đó, thỉnh thoảng sẽ ra ngoài phá phách một chút. Diệp Huyên hỏi, người đã trấn thủ bao lâu rồi? Quỷ nữ suy nghĩ, sau đó nói, rất lâu rồi. Diệp Huyên nhìn thoáng qua quỷ nữ, ngươi chưa từng nghĩ đến việc rời khỏi đây sao? Quỷ nữ lắc đầu. Diệp Huyên khó hiểu, vì sao? Quỷ nữ bình tĩnh nói, tiền lương rất cao. Diệp Huyên biểu cảm cứng đờ. Cuối vũ trụ, còn là tiền lương. Quỷ nữ liếc nhìn hai người, sau đó nói, các ngươi có thể ở đây tu luyện một thời gian, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Diệp Huyên khẽ gật đầu, được. Nói xong, hắn nhìn về phía quỷ nữ, ta có một nơi tu luyện rất tốt, ngươi có muốn đi không? Quỷ nữ chớp chớp mắt, nơi nào? Diệp Huyên trực tiếp dẫn An Lan Tú và quỷ nữ tiến vào tiểu tháp. Sau khi vào tiểu tháp, quỷ nữ nhìn qua bốn phía, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, nơi này thời gian trôi qua. Thật là thao tác lợi hại. Diệp Huyên. Quỷ nữ quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, ta có thể tu luyện ở đây không? Diệp Huyên gật đầu, có thể. Quỷ nữ suy nghĩ, sau đó nói, các ngươi chuẩn bị tu luyện ở đây bao lâu? Diệp Huyên và An Lan Tú nhìn nhau, sau đó hắn nói, tạm thời chưa biết, nhưng mà... Đương nhiên là càng mạnh càng tốt. Quỷ nữ mở lòng bàn tay ra, một chiếc nhẫn chứa đồ bay đến trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn thoáng qua, trong nhẫn chứa đồ có 100 vạn hư chân tinh. Diệp Huyên có chút khó hiểu. Quỷ nữ cười nói, ta không thích chiếm tiện nghi của người khác, đây xem như tiền thuê của ta đi. Ta thuê nơi này tu luyện một chút. Diệp Huyên lắc đầu cười, hắn trả lại nhẫn chứa đồ lại cho quỷ nữ, không cần. Nếu ngươi thật sự không muốn chiếm tiện nghi, vậy như này, ngươi có thể chỉ điểm một chút cho hai chúng ta, ngươi xem được không? Quỷ nữ không nhận lại nhẫn chứa đồ, chỉ điểm cũng không vấn đề gì, nhưng là, tiền này ngươi cũng phải nhận lấy. Ta thực ra cũng rất có tiền, mà hai người các ngươi mới từ thế giới phía dưới đến, hẳn là rất nghèo, chút hư chân tinh này có thể giúp các ngươi tu luyện tốt hơn. Diệp Huyên và An Lan Tú nhìn nhau cười. Cuối cùng. Diệp Huyên nhận lấy nhẫn chứa đồ kia. Mà việc kế tiếp của ba người chính là tu luyện. Sau khi bị đả kích, tu luyện mới có động lực. Lần này, Diệp Huyên và An Lan Tú không chỉ ngồi thiền tu luyện, còn thực chiến đối luyện. Hai người cắt gọt mài giũa cho nhau,
tìm kiếm điểm chưa tốt của đối phương, lấy thừa bù thiếu. Mà khi hai người gặp phải vấn đề, sẽ tìm quỷ nữ thỉnh giáo. Có người hướng dẫn, thực lực của hai người có thể nói là tăng lên vượt bậc. Cứ như vậy, ba người Diệp Huyên ở trong tiểu tháp điên cuồng tu luyện. Đảo mắt đã qua nghìn năm. Ngày hôm nay, Diệp Huyên và An Lan Tú lần nữa đối chiến với quỷ nữ. Ba người đại chiến cả một tháng, cũng đều không phân ra thắng bại. Nghìn năm qua, quỷ nữ cũng tu luyện, bởi vậy, thực lực của nàng ta mạnh hơn không chỉ gấp mấy lần so với lúc trước. Vì vậy, cho dù là Diệp Huyên và An Lan Tú liên thủ, vẫn không thể hoàn toàn áp chế nàng ta. Ầm vang. Đột nhiên, trong hư không vang lên một tiếng nổ vang, ba người dừng lại. Quỷ nữ đứng tại chỗ, một hơi thở mạnh mẽ không ngừng trào ra từ trong cơ thể nàng ta, thời không rung động. Diệp Huyên nhìn quỷ nữ, cười nói, chúng ta phải đi rồi. Quỷ nữ khẽ gật đầu, được. Nói xong, ba người rời khỏi tiểu tháp. Bên ngoài, quỷ nữ chỉ phía xa xa, ta chưa từng đến phía sau, nhưng, ta biết nơi đó tên Thiên Uyên, lần này các ngươi đi phải cẩn thận, nơi đó, hình như cũng có cường giả trấn thủ. Diệp Huyên khẽ gật đầu, đa tạ. Quỷ nữ lắc đầu, là ta phải cảm ơn các ngươi, nếu không có tiểu tháp của các ngươi, ta cũng không thể tăng lên nhiều như vậy trong thời gian ngắn như thế. Diệp Huyên cười nói, chúng ta cảm ơn lẫn nhau đi. Ha ha. Quỷ nữ mỉm cười, tuy rằng thoạt nhìn vẫn rất sợ người, nhưng ở trong mắt Diệp Huyên và An Lan Tú, nàng ta của bây giờ rất thân thiết. Nghìn năm sống chung với nhau, bọn họ phát hiện, quỷ nữ này thật sự rất dễ gần. Hơn nữa, con người cũng rất tốt. Quỷ nữ đột nhiên lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ đưa cho Diệp Huyên, đây là một chút tâm ý của ta, không nhiều lắm, chỉ có 200 vạn kim tinh, các ngươi cầm dùng đi. Diệp Huyên lắc đầu, đang muốn từ chối, quỷ nữ lại nói, ta coi các ngươi là bạn, đây là tâm ý của ta, các ngươi chớ có từ chối. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó nhận lấy nhẫn chứa đồ, hắn làm như nghĩ đến cái gì, sau đó mở lòng bàn tay ra, một sợi kiếm ý nhân gian từ từ bay đến trước mặt quỷ nữ, về sau nếu có gì cần giúp đỡ, người hãy thúc giục sợi kiếm ý này, bất kể bao xa, chúng ta đều sẽ đến. Quỷ nữ cũng không từ chối. Nàng ta nhận lấy kiếm ý nhân gian của Diệp Huyên, sau đó cười nói, nếu có gì cần giúp đỡ, ta nhất định sẽ tìm các ngươi. Diệp Huyên cười ha ha, sau đó nói, cáo từ. Nói xong, hắn kéo tay An Lan Tú xoay người rời đi. Quỷ nữ nhìn theo hướng Diệp Huyên và An Lan Tú rời đi, trong ánh mắt có chút mất mát. Trấn thủ nơi này nhiều năm như vậy, nàng ta rất ít nhìn thấy người sống, khó có được hai người bạn. Nàng ta đương nhiên rất để tâm. Mà đúng lúc này, miệng giếng trong thành đột nhiên khẽ rung động, quỷ nữ xoay người chính là một cái tát. Lực lượng hùng mạnh đánh vào trong miệng giếng. Vang, cả miệng giếng rung lên kịch liệt, sau đó yên lặng trở lại. Quỷ nữ thuận thế nằm trên tường thành, hai tay ôm ngực, hai mắt từ từ nhắm lại. Ngủ. Mà lúc này, trong miệng giếng kia, một hơi thở thần bí đột nhiên bay ra ngoài miệng giếng. Sau đó im hơi lặng tiếng biến mất ở trong thiên địa. Diệp Huyên và An Lan Tú đi vào trong một vực sâu giống như một động tối khổng lồ, vô cùng tối tăm. Thiên Uyên. Diệp Huyên nhìn vào sâu trong Thiên Uyên, thần thức không cách nào tiến vào, dò xét cũng không tới được. Diệp Huyên và An Lan Tú đưa mắt nhìn nhau, Diệp Huyên nói, đi vòng đi. An Lan Tú gật đầu. Hai người muốn rời đi. Nhưng đúng lúc này, bỗng có một hơi thở kinh khủng từ trong Thiên Uyên tràn ra. Uỳnh. Thời không xung quanh trực tiếp sôi trào. Diệp Huyên nhíu mày, lúc này, một người đàn ông áo đen chậm rãi đi từ trong Thiên Uyên ra. Trong tay người đàn ông áo đen cầm một thanh trường đao, lưỡi đao đỏ như máu. Người đàn ông áo đen đánh giá Diệp Huyên và An Lan Tú, nhếch miệng cười một tiếng, có thể đi đến đây thì đều không đơn giản. Diệp Huyên thoáng nhìn người đàn ông áo đen, các hạ là. Người đàn ông áo đen cười, người canh giữ Thiên Uyên. Diệp Huyên hỏi, thần linh. Trong mắt người đàn ông áo đen lóe vẻ kinh ngạc, người biết thần linh. Diệp Huyên gật đầu. Người đàn ông áo đen liếc nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, các ngươi muốn đi qua nơi này. Diệp Huyên cười nói, đúng vậy.
Người đàn ông áo đen nhếch miệng cười, vậy phải qua được cửa ải của ta. Diệp Huyên gật đầu, được. Nói xong, hắn chợt bước lên trước một bước, ngay sau đó, kiếm Thanh Huyên đột nhiên chém ra. Bù! Một luồng kiếm quang phá không bay ra. Nơi xa, người đàn ông áo đen nheo mắt nhìn, cũng rút đao chém ra. Uỳnh! Kiếm quang và đao quang ầm ầm vỡ vụn. Người đàn ông áo đen đang định ra tay lần nữa, bất chợt, hắn ta cúi đầu nhìn đao của mình, trên đao đã xuất hiện một lỗ thủng. Thấy vậy, người đàn ông áo đen híp mắt lại, hắn ta nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên, kiếm này của ngươi rất không đơn giản. Diệp Huyên mỉm cười, lại đến. Người đàn ông áo đen cười ha hả, đến thì đến. Vừa dứt lời, hắn ta chợt hóa thành một luồng đao quang biến mất không thấy. Xoẹt. Thời không nơi đây trực tiếp bị xé rách. Nơi xa, Diệp Huyên nheo mắt nhìn, hắn đột nhiên biến mất tại chỗ, trong chốc lát, mấy trăm vạn thanh kiếm nhân gian bất chợt xé rách thời không bay tới. Mấy trăm năm qua, kiếm ý nhân gian của hắn cũng đã đạt đến mức độ vô cùng khủng bố. Ầm ầm. Vô số kiếm quang chói lóa như tinh hà, sức mạnh to lớn đánh người đàn ông áo đen bay ra ngoài mấy ngàn trượng, mà khi hắn ta dừng lại, Diệp Huyên mở bàn tay ra, chỉ chốc lát vô số kiếm ý nhân gian hội tụ trong tay hắn, sau cùng hòa làm một thể với kiếm Thanh Huyên. Người đàn ông áo đen im lặng không nói. Kiếm tu. Kiếm tu rất mạnh. Người đàn ông áo đen im lặng một lát, sau đó nhếch miệng cười, chiến ý trong lòng dâng cao. Mà đúng lúc này, trong Thiên Uyên bỗng truyền ra một hơi thở kinh khủng, ngay sau đó, một tàn ảnh bất chợt từ trong Thiên Uyên vụt qua. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt người đàn ông áo đen lập tức thay đổi, hắn ta bỗng nhiên tung người nhảy lên, vung đao chém về phía tàn ảnh kia. Lúc này, tàn ảnh kia chợt quay người tung ra một cú đấm. Ầm ầm. Một vùng đao quang đột nhiên bùng nổ, sau đó, người đàn ông áo đen liên tục lùi lại, mà tàn ảnh kia lại quay người hóa thành một vệt sáng biến mất khỏi tận cùng tầm mắt của mọi người. Chạy rồi. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt người đàn ông áo đen lập tức trở nên vô cùng khó coi. Diệp Huyên nhìn tàn ảnh phía chân trời, khẽ nói, đó chính là thần linh. Người đàn ông áo đen gật đầu, nhưng mà, đó chỉ là một sợi thần hồn. Diệp Huyên nheo mắt, chỉ là một sợi thần hồn. Người đàn ông áo đen gật đầu, đúng vậy, nếu là bản thể, chắc chắn ta không phải đối thủ của hắn ta. Diệp Huyên cau mày lại. Người đàn ông áo đen lắc đầu cười một tiếng, đối với thực lực của thần linh tộc này, ta chỉ có thể dùng từ khủng bố để hình dung. Nói xong, hắn ta nhìn về phía Thiên Uyên ở sau lưng, sau đó nói, ngươi biết vì sao chỉ có thể trấn áp và phong ấn bọn họ không? Diệp Huyên nói, giết không chết. Người đàn ông áo đen nhìn chằm chằm Diệp Huyên, đúng vậy. Không có bất kỳ sức mạnh nào có thể trực tiếp giết chết bọn họ. Cho dù hủy diệt thể xác và linh hồn bọn họ vẫn có thể sống lại ngay tại chỗ. Sống lại ngay tại chỗ. Diệp Huyên nheo mắt, không thể nào. Người đàn ông áo đen lắc đầu thở dài, là thật, cho dù hoàn toàn tiêu diệt thể xác và linh hồn bọn họ, chẳng bao lâu sau, bọn họ vẫn có thể sống lại lần nữa. Bởi vậy, bọn ta chỉ có thể phong ấn bọn họ, không để cho bọn họ ra ngoài. Sống lại vô hạn. Diệp Huyên và An Lan Tú nhìn nhau, hai người đều khiếp sợ. Nếu thật sự là như vậy, há chẳng phải những thần linh này vô địch rồi sao? Người đàn ông áo đen trầm giọng nói, gần đây luôn có một số thần linh chạy trốn, rất rõ ràng, phong ấn đã lỏng lẻo, hơn nữa, ta cảm thấy có lẽ sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Nói xong, hắn ta khẽ lắc đầu, bây giờ, kiếm ít tiền cũng không dễ dàng. Sắc mặt Diệp Huyên cứng lại. Người đàn ông áo đen thoáng nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, người đến từ thế giới bên dưới. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Người đàn ông áo đen lắc đầu, nghe nói bây giờ thế giới hư chân rất loạn, có một cô gái giết người loạn xạ ở nơi đó, ta đề nghị các ngươi đừng nên đi thì tốt hơn. Sắc mặt Diệp Huyên chợt trở nên kỳ lạ. Người đàn ông áo đen do dự chốc lát, sau đó nói, có thể giúp một chuyện không? Diệp Huyên hơi kinh ngạc, chuyện gì? Người đàn ông áo đen nghiêm mặt nói, tiến vào Thiên Uyên cùng ta một chuyến, chắc chắn phong ấn nơi đó xảy ra vấn đề rồi. Ta muốn vào xem, nếu như quả thật xảy ra vấn đề, ta phải báo lên trên,
để bọn họ tới xử lý. Mà một mình ta đi vào, ta sợ bị đánh hội đồng. Diệp Huyên chớp mắt, có chỗ tốt nào không? Người đàn ông áo đen dựng hai ngón tay lên, 200 vạn viên hư chân tinh. Diệp Huyên và An Lan Tú đưa mắt nhìn nhau, hai người gật đầu. Tu luyện trong tiểu tháp, thứ tiêu hao nhiều nhất chính là hư chân tinh, món đồ kia có trợ giúp rất lớn cho bọn họ. Người đàn ông áo đen mở bàn tay ra, một chiếc nhẫn chứa đồ xuất hiện trước mặt hai người. Diệp Huyên cất nhẫn chứa đồ, sau đó nói, đi. Hắn cũng muốn đi gặp những thần linh kia. Người đàn ông áo đen gật đầu, ba người tiến vào Thiên Uyên, vừa vào Thiên Uyên, vẻ mặt Diệp Huyên lập tức trở nên nghiêm túc. Trong Thiên Uyên trải rộng các loại phù văn đỏ như máu, chằng chịt rậm rạp, cực kỳ rợn người. Diệp Huyên và An Lan Tú đi theo người đàn ông áo đen vào sâu trong Thiên Uyên, mà ở nơi sâu nhất trong Thiên Uyên, Diệp Huyên nhìn thấy một cái giếng, trong giếng có hơi thở mạnh mẽ phun trào. Ánh mắt người đàn ông áo đen rơi vào cái giếng kia, khi nhìn thấy một dây xích sắt trên miệng giếng bị đứt, sắc mặt hắn ta lập tức trở nên cực kỳ nặng nề, phong ấn thật sự xảy ra vấn đề rồi. Mẹ nó, thảo nào vừa rồi tên kia có thể chạy thoát. Diệp Huyên nói, người định làm như thế nào? Người đàn ông áo đen lắc đầu, đương nhiên là báo lên trên rồi, ta chỉ lấy chút tiền lương đó, sao có thể cố sống cố chết canh giữ nơi này? Diệp Huyên im lặng một lát rồi nói, ta vốn cho rằng các ngươi canh giữ thần linh là vì đại nghĩa. Bây giờ hắn cảm thấy, có lẽ Thái Sơ thần tộc cũng nhận lợi ích, cho nên mới liều mạng như vậy. Người đàn ông áo đen nghe thấy lời của Diệp Huyên, lắc đầu, đại nghĩa, nhưng vẫn phải ăn cơm. Sau khi ăn no rồi mới có thể nói đại nghĩa. Diệp Huyên gật đầu, có lý. Người đàn ông áo đen nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, ba người muốn rời đi. Mà đúng lúc này, dưới đáy giếng kia chợt truyền ra tiếng cười quái dị. Sắc mặt người đàn ông áo đen lập tức thay đổi. Diệp Huyên thoáng nhìn miệng giếng, không nói lời nào. Đúng lúc này, trong giếng đột nhiên truyền ra một tiếng nói, thì ra ngươi chính là vua dựa dẫm. Sắc mặt Diệp Huyên cứng đờ. An Lan Tú. Sắc mặt Diệp Huyên đen xì. Mẹ nó. Mình nổi tiếng như vậy sao? Ngay cả những thần linh này cũng biết mình. Mẹ nó. Mẹ nó chứ. Diệp Huyên rất tức giận. Người đàn ông áo đen thoáng nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt vô cùng kỳ lạ. Thần linh kia nhận biết tên này. Diệp Huyên nhìn cái giếng kia, ta nổi tiếng lắm sao? Trong giếng, tiếng cười khà khà kia nói, vua dựa dẫm, ngươi biết đầu của ngươi đáng giá bao nhiêu tiền không? Diệp Huyên nhíu mày, hình như ta không có thù hận gì với các ngươi. Âm thanh kia nói, ha ha, ngươi đúng là ngây thơ, bọn ta giết ngươi còn cần thù hận gì chứ? Nhìn ngươi không vừa mắt thì giết ngươi, chỉ đơn giản vậy thôi. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, nghe nói các ngươi là giết không chết, thật sao? Âm thanh kia cười nói thật, sao vậy, ngươi muốn thử? Diệp Huyên gật đầu, muốn thử. Âm thanh kia dụ dỗ, vậy ngươi đi vào đây, ta đứng im cho ngươi giết. Diệp Huyên liếc nhìn cái giếng kia, sau đó nói, ta đã đánh giá cao trí thông minh của ngươi rồi. Âm thanh kia im bặt. Diệp Huyên cười nói, ngươi cứ tiếp tục bị nhốt ở trong đó đi. Nói xong, hắn nhìn về phía người đàn ông áo đen, chúng ta đi thôi. Người đàn ông áo đen gật đầu. Ba người muốn rời đi, âm thanh kia lại nói, vua dựa dẫm, chẳng mấy chốc ngày chết của ngươi sẽ đến thôi. Diệp Huyên thoáng nhìn cái giếng kia, nói một câu khiêm tốn, nếu như không phải ta muốn tăng thêm độ khó cho cuộc đời của mình, chỉ với mặt hàng giống như các ngươi, ta chỉ cần nói một câu thôi là có thể khiến các ngươi hoàn toàn biến mất khỏi cõi đời này rồi. Nói xong, hắn và An Lan Tú ngự kiếm rời đi. Người đàn ông áo đen khẽ nói, vị huynh đệ này hơi khoác lác rồi. Nói xong, hắn ta biến mất ở chân trời. Bên ngoài, người đàn ông áo đen nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp huynh, cảm ơn. Diệp Huyên cười nói, nên xưng hô với huynh đài thế nào? Người đàn ông áo đen nói, nam nhất, một người thích chơi đao. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, nam nhất huynh, về sau con trai ta rất lợi hại. Người có muốn kết mối thiện duyên không? Chính là bây giờ cho ta mượn chút hư chân tinh, về sau con trai ta đến trả.
Nam Nhất im lặng. Diệp Huyên chớp chớp mắt, tương lai, con trai ta thật sự rất lợi hại, nghe nói là người chung cuộc của thế giới hư chân. Nam Nhất do dự chốc lát, sau đó nói, bây giờ con trai ngươi đang ở nơi nào? Diệp Huyên nói, nghe nói là ở 3.000 vạn năm sau. Nam Nhất nhìn chằm chằm Diệp Huyên, nói cách khác, ngươi còn chưa sinh con trai, đúng không? Diệp Huyên gật đầu. Nam Nhất suy nghĩ, sau đó lắc đầu, Diệp Huynh, lần sau đổi cách khác lừa người đi, cách này không được đâu. Sắc mặt Diệp Huyên cứng đờ. Một lát sau, Diệp Huyên và An Lan Tú rời đi. Nơi đây, Nam Nhất nhìn bóng lưng hai người rời đi, khẽ nói, thực lực của Diệp Huynh này rất được, chỉ là thích gài hàng con trai mình. Nơi xa, Diệp Huyên và An Lan Tú nắm tay nhau thong thả bước đi. An Lan Tú chợt khẽ nói, những thần linh kia rất không đơn giản. Diệp Huyên gật đầu. Cho dù là Nam Nhất hay là quỷ nữ, thực lực đều rất mạnh, thế nhưng, sau khi nhìn thấy một sợi linh hồn của thần linh kia đã có thể đánh lui Nam Nhất, hắn biết, chắc chắn thực lực vốn có của những thần linh kia vượt xa đám người Nam Nhất. An Lan Tú hơi không hiểu, vì sao bọn họ muốn nhằm vào Huynh. Diệp Huyên suy nghĩ, lắc đầu, không biết, dù sao cũng không quan trọng. Ta quen rồi. Quen rồi. An Lan Tú lắc đầu cười một tiếng. Diệp Huyên khẽ nói, đám người này muốn nhằm vào ta, nói cách khác, ta phải đánh với bọn họ rồi. Nói xong, hắn khẽ lắc đầu. Nói thật lòng, hắn cũng cảm thấy không hiểu ra sao. Sao những thần linh này lại muốn giết mình chứ? Chẳng lẽ là bởi vì lần ở Thái Sơ thần thụ kia? Nghĩ đến đây, hắn cau mày lại. Một lần kia, cao thủ bí ẩn bên trong Thái Sơ thần thụ nói muốn xử lý hắn, chẳng lẽ tên kia không phải là một thần linh đơn giản? Nghĩ đến điều này, ánh mắt Diệp Huyên dần dần lạnh lẽo. Mẹ nó chứ! Hôm nào uống chút rượu, sau đó mượn men say gọi Thanh Nhi váy trắng đi ra làm thịt mấy tên khốn kiếp này. Lúc này, An Lan Tú bỗng nhiên nói, đang nghĩ gì vậy? Diệp Huyên không nghĩ nhiều nữa, cười nói, không có gì. An Lan Tú khẽ gật đầu, nàng quay đầu ngước nhìn, đến nơi này đã mấy trăm năm rồi. Mấy trăm năm, thật sự cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt. Nếu như tính cả thời gian bên trong tiểu tháp, vậy chính là mấy ngàn năm. Cũng không biết bây giờ vũ trụ quan Huyên sao rồi. Dường như Diệp Huyên biết An Lan Tú nghĩ điều gì, khẽ mỉm cười, vũ trụ quan Huyên sẽ không có chuyện gì. Có nội các. Trong thời gian ngắn chắc chắn thư viện quan Huyên sẽ không xảy ra chuyện gì, còn Tín công chúa và Nguyệt Hoàng, hắn tin tưởng, chỉ cần hắn còn sống, hai người kia sẽ không làm phản. An Lan Tú khẽ gật đầu, đi thôi. Hai người tiếp tục đi về nơi xa. Khoảng một canh giờ sau, hai người đi đến trước một dãy núi, nhìn dãy núi trước mặt, sắc mặt Diệp Huyên và An Lan Tú đều trở nên vô cùng nghiêm túc. Cả dãy núi trải rộng bùa chú đỏ như máu. Diệp Huyên trầm giọng nói, nơi này cũng trấn áp thần linh, hơn nữa, có lẽ còn không phải thần linh bình thường. Ầm ầm. Đúng lúc này, bên trong dãy núi đột nhiên truyền ra tiếng nổ vang rền, ngay sau đó, một tàn ảnh phóng lên tận trời, mà phía sau tàn ảnh này là một thanh trường kích phá không bay theo. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đuổi đến trước mặt tàn ảnh. Tàn ảnh kia bị ép dừng lại, lập tức quay người vung tay đấm ra. Rầm rầm. Một luồng sức mạnh kinh khủng bộc phát nơi chân trời. Tàn ảnh kia liên tục lùi về phía sau, mà lúc này, một người đàn ông dáng người vạm vỡ xuất hiện không xa sau lưng tàn ảnh, thân trên hắn ta trần trụi, cơ bắp cuồn cuộn, hai tay như cột, tràn đầy sức mạnh. Người đàn ông vạm vỡ duỗi tay phải ra, thanh trường kích kia bay trở về trong tay hắn ta nhìn tàn ảnh kia, mặt không biểu cảm cút trở về. Tiếng nói như chuông lớn. Vang vọng giữa đất trời. Bóng mờ kia gần giọng nói, chiếm khuê, ngày lành của ngươi sắp chấm dứt rồi. Vừa dứt lời, hắn ta đột nhiên hóa thành một tia sáng đen xông về phía người đàn ông tên là chiếm khuê. Trong mắt chiếm khuê lóe lên tàn bạo, trường kích trong tay bỗng nhiên quét ngang về phía trước. Vừa quét ra, sức mạnh to lớn lập tức quét thời không nơi đây thành hư vô trong chớp mắt, bóng mờ kia bị đánh bay ra ngoài mấy vạn trượng. Mà hắn ta vừa dừng lại, chiếm khuê kia lại nhún người nhảy lên, mạnh mẽ nện xuống một kích.
ầm ầm, bóng mờ kia trực tiếp bị kích này đập vỡ nát. Chết rồi. Bên dưới, Diệp Huyên nhíu mày. Mà đúng lúc này, hắn phát hiện, vậy mà linh hồn bị đập nát của bóng mờ kia lại đang tụ tập ngay tại chỗ, sau đó xuất hiện lần nữa. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Huyên sầm lại. Mẹ nó! Đám người này thật sự bất tử bất diệt. Chiếm Khuê kia nhìn chằm chằm bóng mờ, không nói lời nào. Bóng mờ nhếch miệng cười một tiếng, Chiếm Khuê, ngươi không giết được ta. Chiếm Khuê bình tĩnh nói, đúng là không giết được ngươi, nhưng linh hồn ngươi nát một lần, ngươi sẽ yếu một phần. Bóng mờ kia im lặng. Chiếm Khuê bình tĩnh nói, ta cũng không muốn lãng phí thời gian và sức lực, tự cút trở về ngoan ngoãn chờ đợi đi. Bóng mờ dụ dỗ, Chiếm Khuê, người của bọn ta sắp tới rồi, nếu như bây giờ ngươi đầu hàng, tương lai. Chiếm Khuê dứt khoát cắt ngang lời bóng mờ, còn không cút về, ta sẽ đánh tan ngươi. Bóng mờ kia cười lạnh, quay người chạy xuống dãy núi bên dưới. Tại chỗ, Chiếm Khuê thu hồi ánh mắt, sau đó hắn ta nhìn Diệp Huyên và An Lan Tú ở bên cạnh, từ hạ giới tới. Diệp Huyên gật đầu. Chiếm Khuê bình tĩnh nói, có thể đi đến nơi này, đúng là không đơn giản. Nhưng mà, không cần phải đi về phía trước nữa. Diệp Huyên không hiểu, vì sao? Chiếm Khuê nói, phía trước là mộ địa hư chân, chôn cất những cao thủ của thế giới hư chân bị chết trận ở nơi này vào năm đó, đừng nói là ngươi, dù là những tàn hồn thần linh kia cũng không dám tới. Nói xong, hắn ta quay người rời đi. Diệp Huyên nhìn về phía dãy núi, chân mày hơi nhíu lại, mộ địa hư chân. An Lan Tú nhìn về phía Diệp Huyên, đi tiếp sao? Diệp Huyên bình tĩnh nói, chắc chắn là đi rồi, cũng không thể vòng về vũ trụ quan huyên. An Lan Tú nói, hắn ta nói có nguy hiểm. Diệp Huyên cười nói, Thanh Nhi đã giết loạn xạ ở thế giới hư chân. Ta sợ quái gì, có thể đánh thì đánh, không thể đánh thì đánh người khác, đi. Tiểu tháp. Tiểu bút. Rất nhanh, Diệp Huyên và An Lan Tú đến trước một mảnh nghĩa địa, liếc mắt nhìn một cái, có hàng vạn ngôi mộ, vô cùng hoang vắng. Diệp Huyên nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nhẹ giọng nói, những cường giả chết trận của thế giới hư chân. An Lan Tú khẽ gật đầu, năm đó trận chiến giữa những cường giả của thế giới hư chân và những sinh linh gì đó này khẳng định là rất kịch liệt. Diệp Huyên gật đầu. Hai người đi vào sâu trong nghĩa địa. Dọc đường đi, hắn phát hiện, có bia mộ có tên, nhưng càng nhiều hơn chính là những bia mộ không tên. Diệp Huyên hơi cau mày, đường hư chân này năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, một bên đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Diệp Huyên quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, một ông lão đi ra từ phía đó, ông lão mặc một chiếc trường bào màu xám, cầm trong tay một cây gậy, trên đầu tóc rất ít, chỉ có vài sợi tóc. Ông lão nhìn thoáng qua Diệp Huyên, có chút u ám nói, từ hạ giới tới. Diệp Huyên gật đầu. Ông lão cười hắc hắc, nụ cười có chút quỷ dị. Diệp Huyên nhíu mày, mẹ nó, loại người này đáng đánh nhất. Ông lão nhìn đánh giá Diệp Huyên và An Lan Tú một lượt, cuối cùng, ánh mắt ông ta dừng trên người An Lan Tú, ông ta nhìn An Lan Tú, nhếch miệng cười, trông thật xinh đẹp. An Lan Tú cau mày, trường thương đột nhiên rời tay mà đi. Nhưng mà, kiếm của Diệp Huyên nhanh hơn so với nàng ta. Suy. Một sợi kiếm quang đột nhiên giết tới trước mặt ông lão. Ông lão nheo mắt, tay cầm cây gậy chỉ về phía trước một cái. Ầm. Một mảnh kiếm quang bùng nổ, ông lão liên tục lùi mạnh về sau, mà trong quá trình lùi lại, một thanh trường thương đột nhiên phá không mà tới. Đồng tử của ông lão chợt co rụt lại, gầm lên giận dữ, cây gậy trong tay nện mạnh xuống trước mặt. Ầm vang. Cùng với tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, ông lão trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, mà trong lúc bị đánh bay, lại là một luồng kiếm quang đột nhiên chém tới. Ầm vang. Trong thời gian ngắn, ông lão trực tiếp bị bay ngược ra ngoài. Mà lúc này, vô số kiếm nhân gian đột nhiên giết tới, cùng lúc đó, một thanh trường thương lại phá không mà tới. Ầm vang. Thời không đột nhiên nứt ra, ông lão bay ra xa mấy vạn trượng, mà ông ta vừa mới dừng lại, một thanh kiếm đột nhiên xuyên thủng giữa trán ông ta, cùng lúc đó, một thanh trường thương cũng đâm thẳng vào bụng ông ta.
Ông lão trợn tròn hai mắt, trong mắt tràn đầy vẻ khó có thể tin được. Lúc này, Diệp Huyên xuất hiện ở trước mặt ông ta, ông lão vừa muốn nói chuyện, Diệp Huyên bỗng nhiên chém một kiếm. Suy! Đầu ông lão trực tiếp bay ra ngoài. Kiếm Thanh Huyên lập tức hấp thu linh hồn của ông ta. Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, nhẫn chứa đồ của ông lão bay đến tay hắn, hắn nhìn thoáng qua, trong nhẫn chứa đồ, thế nhưng có hơn 100 triệu hư chân tinh. Hơn 100 triệu. Diệp Huyên nhìn ông lão, lắc đầu, ông lão này đã tích lũy rất lâu. An Lan Tú vẻ mặt bình tĩnh, thu hồi trường thương. Hiện tại nàng ta và Diệp Huyên liên thủ, rất ít người có thể là đối thủ của bọn họ. Lợi hại. Đúng lúc này, phía sau hai người cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng cười âm hiểm. Diệp Huyên và An Lan Tú quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, một người đàn ông trung niên đi ra từ đó, người đàn ông trung niên mặc một chiếc hoa bào, tay phải chắp sau lưng. Diệp Huyên nhìn thoáng qua người đàn ông trung niên, không nói gì. Người đàn ông trung niên cười nói, một kiếm tu, một võ thần, thật thú vị. Nói xong, hắn ta đột nhiên biến mất. Diệp Huyên híp mắt lại, kiếm Thanh Huyên đột nhiên ra khỏi vỏ. Suy! Một sợi kiếm quang phá không mà đi. Tay phải người đàn ông trung niên túm về phía trước, cái túm tay này, hắn ta vậy mà đã nắm kiếm Thanh Huyên của Diệp Huyên vào trong tay, ngay sau đó, tay phải hắn ta dùng sức, muốn bẻ gãy kiếm Thanh Huyên. Ầm! Kiếm Thanh Huyên rung lên dữ dội, không chút tổn hại. Nhìn thấy một màn này, người đàn ông trung niên sững sờ. Mà lúc này, một thanh trường thương đã giết tới trước mặt hắn ta. Người đàn ông trung niên híp mắt lại, hắn ta chợt nghiêng người, tránh thoát một thương này, mà lúc này, vô số kiếm nhân gian đột nhiên giết tới trước mặt hắn. Trong mắt người đàn ông trung niên ánh lên vẻ lạnh lùng sắc bén, hắn ta áp mạnh tay phải về phía trước. Ầm vang! Một lực lượng khủng bố đột nhiên bùng nổ ra từ trước mặt hắn ta, trong nháy mắt, Diệp Huyên và An Lan Tú liên tục lui xa cả nghìn trượng. Sau khi Diệp Huyên dừng lại, hắn mở lòng bàn tay ra, trong phút chốc, vô số kiếm ý nhân gian phóng ra từ trong lòng bàn tay hắn. Ông! Từng tiếng kiếm không ngừng vang vọng từ bốn phía. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên, hắn ta từ từ nắm chặt tay phải, đột nhiên, hắn ta hóa thành lưu quang biến mất tại chỗ. Xa xa, Diệp Huyên nheo mắt, tay phải nắm chặt, tất cả kiếm nhân gian đột nhiên hội tụ vào trong kiếm Thanh Huyên, tiếp theo, hắn bước lên trước một bước, chém mạnh một kiếm xuống. Suy! Một luồng kiếm quang chém xuống. Ầm vang! Một lực lượng khủng bố đột nhiên bùng nổ ra từ trước mặt Diệp Huyên, trong thời gian ngắn, người đàn ông trung niên kia bị đánh bay ra ngoài. Mà lúc này, trong mắt Diệp Huyên hiện lên vẻ dữ tợn, hắn đột nhiên xông lên trước. Một luồng kiếm quang chém đến trước mặt người đàn ông trung niên trong nháy mắt. Người đàn ông trung niên chợt nắm chặt hai tay, trong phút chốc, luồng hắc quang khủng bố trào ra từ trong cơ thể hắn ta. Ầm vang! Kiếm quang kia bị luồng kiếm quang này ngăn cản. Mà đúng lúc này, một thanh trường thương đột nhiên giết tới. Ầm! Người đàn ông trung niên lập tức bị chấn động bay xa hàng vạn trượng. Mà ở trong lúc hắn ta bị bay đi kia, một thanh kiếm đột nhiên phá không mà đi, trong nháy mắt đã đâm vào giữa trán người đàn ông trung niên. Ầm! Người đàn ông trung niên bị cắm ngay tại chỗ. Diệp Huyên lạnh lùng nhìn thoáng qua người đàn ông trung niên kia, ta ghét nhất là người khác làm ra vẻ trước mặt ta. Người đàn ông trung niên lại đang cười. Diệp Huyên nhíu mày, ngươi cười cái gì? Người đàn ông trung niên nhếch miệng cười, ngươi không thể giết được ta. Diệp Huyên nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên, ngươi là thần linh. Người đàn ông trung niên cười ha ha, ngươi vẫn chưa ngốc lắm. Diệp Huyên tâm niệm vừa động, một sợi kiếm quang đột nhiên bùng nổ ra từ trong cơ thể người đàn ông trung niên. Ầm vang! Thân thể người đàn ông trung niên lập tức nổ tung, chỉ còn linh hồn, nhưng linh hồn của hắn ta vẫn bị kiếm Thanh Huyên cắm như trước. Diệp Huyên nhìn thấy cảnh này, sắc mặt tối sầm xuống. Lực lượng hùng mạnh cũng không thể chấn vỡ linh hồn của đối phương. Người đàn ông trung niên cười khẩy nói, tiếp tục. Diệp Huyên vừa động tâm niệm, kiếm Thanh Huyên hóa thành vô số kiếm quang chém vỡ linh hồn người đàn ông trung niên, nhưng là ngay sau đó,
những mảnh linh hồn của hắn ta lại bắt đầu tự phục hồi như cũ, trong chớp mắt đã lại khôi phục như lúc ban đầu. Người đàn ông trung niên lập tức cười ha hả. Diệp Huyên nhìn thấy một màn này, lông mày liền nhíu lại. An Lan Tú ở một bên trầm giọng nói, không thể xóa bỏ linh hồn của hắn ta. Diệp Huyên gật đầu, hắn phát hiện, kiếm của hắn chỉ có thể chấn vỡ linh hồn của người đàn ông trung niên, nhưng không thể hoàn toàn xóa bỏ linh hồn của đối phương, mà không thể hoàn toàn xóa bỏ linh hồn đối phương, thì đối phương có thể sống lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 261.